Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức Hà Nội. Xin mời chúng ta đang ở trên mạng, chúng ta vào lớp để thầy trao đổi với các em về các nội dung ôn tập của kỳ thi viên chức năm 2019 của Hà Nội dành cho các bạn thi viên chức giáo dục, các khối trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Xin mời chúng ta vào lớp để chúng ta kịp học. Xin mời các em. Thì buổi học trước thì thầy đã trao đổi với các em về các từ khóa của luật viên chức 2010. Từ điều 1 đến điều 19, có nghĩa là của hai chương, chương 1 và chương 2. Hôm nay thầy tiếp tục trao đổi với các em về các chương còn lại của luật viên chức 2010. Chúng ta bắt đầu đi từ chương 3, các em nhé. Ở chương 3 thì có tên là tuyển dụng, sử dụng viên chức. Thì chúng ta thấy câu hỏi thường đặt ra là gì ạ? Là chương 3 có bao nhiêu mục, bao nhiêu điều? Thì các em phải trả lời được cho thầy đó là gì ạ? Có 7 mục và 27 điều. Thì chúng ta đi vào từng điều 1. Ở điều 20 có tên là căn cứ tuyển dụng, thì người ta thường hỏi là gì ạ? Có bao nhiêu căn cứ tuyển dụng đối với viên chức? Thì các em phải trả lời được cho thầy là 4, đúng không ạ? 4 căn cứ tuyển dụng. Đó là những căn cứ nào ạ? Thứ nhất là gì? Căn cứ vào nhu cầu công việc. Thứ hai là gì ạ? Về vị trí việc làm. Thứ ba là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Và thứ tư là gì ạ? Quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, các em nhé. Thì chúng ta nhớ ở điều 20 là quy định về căn cứ tuyển dụng. Người ta hỏi là có mấy căn cứ tuyển dụng thì chúng ta phải trả lời là 4. Và là các căn cứ nào thì chúng ta nhớ đó là 1 là gì? Căn cứ vào nhu cầu công việc. Thứ hai là gì? Về vị trí việc làm. Thứ ba là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Và thứ 4 là gì? Là quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Đó là điều 20, các em nhé. Ở điều 21 thì có tên là nguyên tắc tuyển dụng. Nguyên tắc tuyển dụng đối với viên chức. Thì chúng ta thấy là câu hỏi thường đặt ra là gì ạ? Điều 21 có mấy khoản hoặc là có mấy nguyên tắc tuyển dụng thì chúng ta đều trả lời con số là 5, các em nhé. Hỏi điều 21 có mấy khoản hoặc có mấy nguyên tắc tuyển dụng đối với viên chức thì chúng ta đều trả lời đáp án là 5, các em nhé. Thì chúng ta thấy 5 khoản này, đúng không ạ? Chúng ta thấy là 5 khoản này tương đương với 5 nguyên tắc tuyển dụng đối với viên chức. Em thấy rất rõ. Nguyên tắc thứ nhất là gì? Là bảo đảm công khai, đúng không ạ? Công khai. Ta thấy rất là rõ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Nguyên tắc thứ hai là đảm bảo tính cạnh tranh. Nguyên tắc thứ ba là tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí nào. Nguyên tắc thứ tư là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Nguyên tắc thứ năm là ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số. Thì chúng ta công thức hóa cho 5 nguyên tắc này để chúng ta dễ nhớ, các em nhá. Hai, chúng ta thấy là được chưa? Thì chúng ta nhớ là gì? Thành công thức là gì ạ? Là 2B cộng gì ạ? Cộng TDU, các em nhá. Đấy, 2B cộng TDU. Thì 2B đây chính là hai chữ bảo đảm, nhá. Hai chữ bảo đảm. Đấy, T chính là tuyển chọn, D chính là đề cao và U chính là ưu tiên. Thì chúng ta thấy nhắc lại để ta nhớ được 5 nguyên tắc tuyển dụng đối với chức thì chúng ta nhớ là gì? Là công thức là 2B cộng TDU. Được chưa ạ? Vâng, 2B là hai bảo đảm. Còn T chính là tuyển chọn, D chính là đề cao và U chính là ưu tiên người có tài năng. Đây là nội dung của điều 21 nói về nguyên tắc tuyển dụng. Chúng ta đi tiếp vào điều 22 là nội dung là điều kiện đăng ký dự tuyển. Điều 22 là quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển. Thì chúng ta thấy là người ta sẽ hỏi điều 22, đúng không ạ? Có mấy khoản thì chúng ta nhớ là có 2 khoản, đúng không ạ? Chúng ta nhớ điều 22 có 2 khoản. Thì nội dung thứ nhất ở trong điều 22 này người ta sẽ hỏi là gì? Có bao nhiêu điều kiện, đúng không ạ? Để đăng ký dự tuyển viên chức. Đấy, có bao nhiêu điều kiện thì chúng ta phải trả lời con số là 7, các em nhé. 7 điều kiện này. Đối với viên chức dự tuyển đối với ứng viên dự tuyển viên chức ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ công thức hóa của 7 điều kiện này. Chúng ta nhớ công thức là 4 có cộng 2 đủ và cộng 1 đáp, các em nhé. Đấy, để nhớ 7 điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thì chúng ta nhớ là con số là 7. Nhưng mà để nhớ 7 cái điều kiện này thì ta nhớ thành công thức là gì? 4 có cộng 2 đủ và cộng 1 đáp. 4 có đây là gì ạ? Có thứ nhất là gì? Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Có thứ hai là có đơn đăng ký. Có thứ ba là có lý lịch rõ ràng. Có thứ tư là gì ạ? Là có văn bằng chứng chỉ đào tạo, đúng không ạ? Chứng chỉ hành nghề. Đó, hành nghề đây như hành nghề với khám chữa bệnh đấy, y bác sĩ là viên chức nó thấy rõ rồi, đúng không ạ? Hoặc là có năng khiếu, đúng không ạ? Cái năng phù hợp với vị trí việc làm. Đấy là 4 có. 2 đủ là gì? Đủ đầu tiên là
đủ về 18 tuổi, từ đủ 18 tuổi. Có nghĩa là khi nói từ đủ 18 tuổi là nghĩa bắt đầu tính từ ngày sinh nhật. Đấy, còn khi nói từ 18 tuổi thì bắt đầu ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch của năm. Đấy, thì em nhớ nhớ từ đủ 18 tuổi mới là đủ với là đúng. Chứ còn từ 18 tuổi là chưa đúng, chưa đủ, được chưa? Đấy, thì các em nhớ cho thầy. Và cái tuổi này nó có trường hợp đặc biệt một chút là đối với các lĩnh vực về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thì tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật. Nhưng mà chúng ta thấy nó phải có được sự đồng ý và văn bản của người đại diện pháp luật. Đó, thì em thấy những lĩnh vực văn hóa, thể thao như các diễn viên múa, các rạp xiếc đấy, chúng ta thấy đúng không? Thì có thể là gì? Sẽ dưới 18 tuổi. Cái đủ thứ hai đó là gì? Đủ về sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Cái này thì bằng chứng là chúng ta khi đi đăng ký dự tuyển thì chúng ta phải có giấy khám sức khỏe, đúng không ạ? Để chứng minh là chúng ta đủ sức khỏe làm việc, đúng không? Thì chúng ta sẽ là lấy đạo điều kiện là chúng ta phải gì? Là có cái giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên, đúng không? Trong thời gian 6 tháng gần nhất, đó thì chúng ta đây là hai đủ. Còn một đáp là gì ạ? Là đáp ứng điều kiện khác. Đấy, yêu cầu vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật các em nhé. Đó thì từng đặc thù của từng lĩnh vực công việc thì để nhớ 7 cái điều kiện đăng ký dự tuyển đối với viên chức. Các em nhớ 7 điều kiện thì nhớ công thức cho thầy là gì? 4 có cộng 2 đủ và cộng 1 đáp. Các em rõ chưa? Vâng. Tiếp theo là chúng ta đi vào nội dung thứ hai của điều 22. Đó là những quy định về những người mà không được đăng ký dự tuyển viên chức thì người ta hỏi là có mấy trường hợp mà gì ạ? Không được đăng ký dự tuyển viên chức thì chúng ta trả lời là hai các em nhé. Hai trường hợp mà gì là không được đăng ký dự tuyển viên chức và chúng ta nhớ cho thầy thành công thức là gì ạ? Một mất cộng một đang các em nhé. Một mất cộng một đang thì mất ở đây là gì? Chính là mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự các em nhé. Đó thì một mất cộng một đang là mất thứ nhất là gì? Chúng ta thấy là mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự. Còn đang là chính đang gì? Đang chịu ký trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, đúng không ạ? Rồi quyết định hình sự của tòa án, đang bị gì áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, em nhá. Đấy, thì chúng ta nhớ là người ta hỏi là có mấy trường hợp mà không được đăng ký dự tuyển, thì chúng ta nhớ là hai. Và để nhớ này chúng ta nhớ công thức là gì? Một mất cộng một đang. Mất đây là chính mất gì? Mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đấy, chúng ta thấy này, những người mà bị đau, bị tâm thần ấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Đấy, những người bị hạn chế năng lực hành vi thì khiếm khuyết về cơ thể, đấy, điếc, mù, chúng ta thấy, đúng không ạ? Và chúng ta nữa là gì ạ? Là đang chỉ là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đúng không ạ? Đang chấp hành bản án, quyết định của tòa án rồi, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đúng không ạ? Cơ sở giáo dục, giáo dưỡng, các em nhá. Đó thì chúng ta xong điều 22. Với hai nội dung đó là gì? 7 điều kiện của đăng ký dự tuyển đối với viên chức là 4 có cộng 2 đủ cộng 1 đáp và gì? Hai trường hợp thì không đăng ký dự tuyển mà chúng ta nhớ công thức là gì? Một mất cộng 1 đáp các em nhá. Chúng ta đi vào điều 23 đúng không ạ? Thì là quy định về phương thức tuyển dụng. Thì câu hỏi được đặt ra là gì? Là việc thực hiện tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức nào? Thì chúng ta phải trả lời đáp án là gì? Thi tuyển hoặc tuyển các em nhá. Thi tuyển hoặc xét tuyển chứ họ sửa thành thi tuyển và xét tuyển thì là không đúng, đúng không? Em nhớ đấy, có hai hình thức như vậy rất là rõ, thi tuyển hoặc xét tuyển, hoặc đây chính là không hình thức này hình thức khác. Chúng ta thấy như vừa rồi Hà Nội là một chúng ta thi ấy, đúng không? 22 quận huyện thì thi tuyển, còn gì ạ? 8 quận huyện còn lại thì xét tuyển. Đấy, chúng ta thấy với thi tuyển thì vòng một chúng ta thi kiến thức chung môn luật và gì tiếng Anh, đúng không? Đấy, luật thì 60 câu, điều kiện phải qua 30 câu, đúng không ạ? Còn tiếng Anh thì 15 câu, phải qua được 15 câu, đúng không ạ? Đấy, tiếng Anh 30 câu. Và chúng ta thấy cái vòng 1 rất quan trọng. Vừa rồi một số quận huyện chúng ta thấy là gì? Khi vào vòng 2 thì chúng ta sẽ thi, chúng ta thấy là chúng ta sẽ thi viết, đúng không ạ? Đấy, về chuyên môn. Và khi mà vòng 1 nó ảnh hưởng rất lớn ấy. Khi mà điểm vòng 2 chúng ta bằng nhau thì họ lại là gì? Một trong những tiêu chí xét là thầy thấy một số quận huyện như Thanh Trì, không nhầm Thanh Trì hay Thanh Oai gì đấy, là họ lấy là cái điều kiện là cái điểm vòng 1 cao hơn. Đó, khi mà hai bạn bằng nhau thì chúng ta phải cố gắng ở vòng 1 các em nhé, để đạt điểm cao nhất, được chưa? Thì các em biết rồi, học thầy chắc chắn là các em đều điểm cao rồi nhá. Thì chúng ta cố gắng lên được không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy là hình thức phương thức tuyển dụng người ta hiểu bản chất như vậy, được chưa? Chúng ta đi tiếp vào điều 24 là về tổ chức thực hiện tuyển dụng các em nhé. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Ở đây điều 24 này là có 3 khoản, đúng không ạ? Thì câu hỏi là thường đặt ra là đối với sự nghiệp công lập chưa lập được giao quyền tự chủ thì ai sẽ là người thực hiện việc tuyển dụng và chịu trách nhiệm về
quyết định của mình, thì chúng ta với đơn vị công lập mà được giao quyền tự chủ thì chúng ta thấy là gì, sẽ là người đứng đầu đơn vị sự công lập. Câu chuyện về đơn lực giao quyền tự chủ thì chúng ta thấy năm vừa rồi là Hà Nội cũng bàn rất nhiều đấy, ngay cái việc xét tuyển. Nếu mà căn cứ vào cái nghị định 161 năm 2018 thì chúng ta thấy đúng không, để thực tế là để quy định về cái điều kiện mà đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ ở Hà Nội thì chúng ta thấy là quá ít luôn đấy, chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ. Thứ hai, câu hỏi là đối với đơn vị công lập chưa được giao quyền tự chủ đúng không ạ, thì cơ quan có thẩm quyền thì chúng ta ai sẽ là người chúng ta thấy là sẽ thực hiện việc tuyển dụng viên chức đúng không, thì nó thấy là sẽ do gì, sẽ cơ quan cấp có thẩm quyền đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện việc tuyển dụng, hoặc là gì, phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đó. Thì chúng ta thấy cái việc này thì thấy rõ ràng, như chúng ta thấy như đợt một vừa rồi là sở nội vụ Hà Nội đấy, chúng ta thấy rất rõ thực hiện cái việc đó đúng không, và phân cấp xuống là các quận huyện để thực hiện đó, thì chúng ta thấy là như vậy. Là chúng ta ý một, chúng ta nhớ một là gì, là nếu mà gì ạ, nếu mà đơn vị sự nghiệp công lập mà có đặc giao quyền tự chủ rồi thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ là người thực hiện việc tuyển dụng. Người ta hỏi ai là người sẽ tổ chức thực hiện việc tuyển dụng thì là người đứng đầu. Còn trường hợp với đơn vị sự nghiệp lập chưa được giao quyền tự chủ thì cơ quan thẩm quyền đúng không ạ, quản lý đơn vị sự nghiệp sẽ được thực hiện việc tuyển dụng, hoặc là sẽ phân cấp cho cái người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập thực hiện việc tuyển dụng. Khoản 2 thì chúng ta thấy là gì, nó hỏi căn cứ vào kết quả tuyển dụng thì ai sẽ là người ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển viên chức, thì chúng ta nhớ là chính là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ ký hợp đồng em nhá. Đấy, vai trò của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp rất quan trọng đấy, chúng ta đi làm sau này cũng vậy, chúng ta thấy không, ảnh hưởng vai trò quyết định trong hoạt động công nghề nghiệp của chúng ta là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, đó là hiệu trưởng đấy, của các trường, chúng ta thấy đúng không, thì chúng ta thấy cũng biết phải biết thiết lập mối quan hệ thật là tốt đúng không, duy trì các mối quan hệ. Ngoài năng lực chuyên môn thì chúng ta cũng phải có năng lực giao tiếp, thiết lập mối quan hệ sao gắn bó nhất đúng không, sao để cho sếp tin tưởng, tin yêu đúng không, chúng ta thấy tạo điều kiện cho chúng ta phát triển. Khoản 3 thì chúng ta thấy là gì ạ, là câu hỏi đặt ra là gì, cơ quan nào quy định chi tiết các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức, thì như thầy đã nói các em rồi, từ điều 7 về vị trí việc làm đúng không ạ, chúng ta thấy là 95% phải tổng kết trong luật viên chức 2.10. Khi câu hỏi là cơ quan nào quy định đúng không, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là chính phủ, em nhớ nhé, 95% trong luật viên chức 2.10. Khi câu hỏi đặt ra là gì, cơ quan nào quy định, thì chúng ta chọn đáp án là chính phủ. Thì chúng ta thấy ở đây rất rõ chính phủ quy định hàng loạt các vấn đề tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức đúng không, tiền lương, tiền thưởng đúng không, khen thưởng, kỷ luật, xử lý kỷ luật đúng không, rồi bồi thường, hoàn trả, quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm đấy, hàng loạt, rồi quy định về việc chuyển đổi đúng không, giữa cán bộ công chức viên chức đó, hàng loạt các vấn đề. Cứ từ quy định, cơ quan nào quy định thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì, là chúng ta chọn là chính phủ. Vâng, chào em mì tôm omachi. Chúng ta đi tiếp vào mục 2 về hợp đồng làm việc trong chương 3 này đúng không ạ, bắt đầu từ điều 25 có tên là gì ạ, là các loại hợp đồng làm việc. Vâng, chào em Trần Thị Phương, xin mời em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe các nội dung thầy trao đổi về các từ khóa, thì rất mong để học cho nó hiệu quả thì các em vui lòng khi thầy đã gửi tài liệu, và trong email thầy luôn dặn các em là gì ạ, in tài liệu ra nhá, và các em mua cái bút nốt vàng ấy đúng không, chúng ta khi mà thầy đọc về các từ khóa, các dạng thức câu hỏi, chúng ta bôi đậm các cái từ khóa mà thầy đã nhắc, giúp chúng ta học sẽ việc học nó sẽ hiệu quả hơn, rồi sau đó chúng ta có các bộ đề chúng ta làm nhá, rồi chúng ta sẽ thấy là cái việc đó nó rất là hiệu quả đúng không? Chúng ta học làm sao nó smart nhất, thầy cũng chỉ muốn làm sao chia sẻ những cái gì thầy biết, những kinh nghiệm, những kiến thức làm sao giúp các em dễ dàng học, dễ dàng nhớ đúng không? Các nội dung kiến thức của môn học. Chúng ta đi vào điều 25 là các loại hợp đồng làm việc, thì câu hỏi thường đặt ra là gì ạ, là có mấy loại hợp đồng làm việc. Cái này chúng ta thấy là để phục vụ kỳ thi và cả trong thực tế chúng ta cần nắm được, cái nhu cầu tìm hiểu các nội dung này rất là nhiều trong thời gian vừa qua, có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi thầy liên quan về hàng loạt các cái vấn đề về hợp đồng, rồi chúng ta thấy chế độ tập sự, vì thú thực là vừa rồi thầy rất là bận hàng loạt dạy các lớp ở trường, rồi cũng như công tác hướng dẫn luận văn, rồi luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cho các học viên, cũng như là tham gia giảng dạy các lớp ở các địa phương và giảng dạy các lớp ôn thi viên chức y tế, ôn thi viên chức giáo dục vòng 2 của Hà Nam, của Hòa Bình và Quảng Ninh. Sắp tới chúng ta thấy là, và các em ở Hà Nội chúng ta thì cũng rất là bận, và các em rất nhiều hỏi bận quá thầy cũng chưa giải đáp hết được, có nhiều em nhắn tin. Nên là thầy vừa rồi đang xây dựng cái kế hoạch để giải đáp cho các em nó chi tiết hơn, buổi live stream trên trang YouTube kênh của thầy, được chưa ạ? Thì chúng ta thấy là
trên kênh YouTube cũng như là trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục vào tối thứ tư và tối thứ năm hàng tuần nhằm giải đáp hỗ trợ các em được chưa? Vâng, thì rất mong chúng ta lắng nghe để giải đáp chi tiết các nội dung liên quan đến pháp luật viên chức cũng như là liên quan đến kỳ thi. Thì ở đó thì thầy có nhiều thời gian tập trung chuyên sâu vào các nội dung thắc mắc của các em. Thì lịch là sẽ là vào tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần các em nhé. Và chúng ta đi tiếp điều 5 câu hỏi. Chúng ta hiểu là có mấy loại hợp đồng thì có hai nhé, hai loại. Hợp thứ nhất là gì? Hợp đồng xác định thời hạn. Loại thứ hai là gì? Là loại gì ạ? Không xác định thời hạn các em nhé. Đấy, có hai loại rất rõ. Đó thì ta nhớ từ khóa của hợp đồng xác định thời hạn thì các em cần nhớ cho thầy bôi để nhận diện khi người ta cho khái niệm về hợp đồng không xác định lao động không xác định thời hạn là gì. Thì chúng ta nhớ là gì? Chúng ta nhớ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng các em nhé. Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, đấy là từ khóa của hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với viên chức. Và hợp nữa là từ khóa dành cho khái niệm hợp đồng không xác định thời hạn thì các em nhớ cho thầy đó là gì ạ? Chúng ta nhớ là gì? Cái từ khóa là gì? Là không xác định về thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng. Không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng. Đấy là khái niệm về hợp đồng không xác định thời hạn là gì? Không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng. Có nghĩa là gì? Chúng ta thấy trường đây là câu chuyện mà vừa qua chúng ta thấy là cái hợp đồng không xác định hạn chính là chúng ta được hiểu đó là biên chế suốt đời đấy. Nhưng mọi người chưa hiểu hết thì cứ tưởng nó là một cái gì nó chế định, cái từ biên chế suốt đời ấy. Nó là một chế độ cái gì đấy là sau khi bỏ biên chế suốt đời là em nghĩ là nó không còn gọi để chúng ta được làm việc, đang hiểu không đúng. Bản chất cái từ biên chế suốt đời này là nó gắn với cái hình thức hợp đồng lao động làm việc này, không xác định thời hạn. Nghĩa là sau khi chúng ta thực hiện hết hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn. Và cái mốc thì chúng ta biết theo luật viên chức 2010, đây là chúng ta đang học luật viên chức 2010. Và sau vừa rồi thì Quốc hội đã thông qua cái luật viên chức 2010 sửa đổi. Cái luật đấy thì nó sẽ hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 2020. Nghĩa là chúng ta thấy là sau ngày 1 tháng 7 2020 thì là gì? Nghĩa là chỉ còn thực hiện một loại hợp đồng, đó là hợp đồng xác định thời hạn. Bình thường bây giờ chúng ta thấy là hiện tại là hợp đồng xác định thời hạn là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Nhưng sắp tới sau 1 tháng 7 2020 thì hợp đồng xác định thời hạn là nâng lên từ đủ 12 tháng đến 60 tháng các em nhá. Từ đủ 12 tháng đến 60 tháng là có sự thay đổi. Và chúng ta không còn hợp đồng không xác định thời hạn nữa mà chúng ta cứ quen miệng nói với nhau. Thậm chí là báo chí hoặc là những người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức ấy, không nói rõ ra cho mọi người hiểu là biên chế suốt đời nhá. Thì chúng ta đây là một cái chia sẻ cả thực tế để chúng ta thấy là gì, đây là cơ hội cho các em. Em được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 2020 thì chúng ta có cơ hội sau này khi mà chúng ta ký hết xong vào làm việc, đúng không? Có thể các em phải tập sự hay không tập sự theo đúng quy định thì chúng ta sẽ được gì, được hết ký hợp đồng không hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta sẽ chuyển sang gì, hợp đồng không xác định thời hạn. Thì đây cũng thấy nhắc lại, nhưng mà cơ hội tốt cho các em nhá. Tốt cho chúng ta để cố gắng kỳ thi này, để chúng ta vừa là gì, đỗ viên chức kỳ này. Chúng ta thấy là cũng lâu rồi Hà Nội mới thi. Đấy thì chúng ta thấy cơ hội tận dụng với nó. Và chúng ta có cơ hội khi đỗ thì chúng ta trúng tuyển thì chúng ta có cơ hội được ký hợp đồng xác định không xác định thời hạn. Còn sau mốc 1 tháng 7 2020 thì chúng ta thấy là không còn cơ hội đấy nữa. Còn thực chất thì vào với không xác định thời hạn thì sau này chúng ta vi phạm theo nội dung của điều 29 ấy, nội dung khoản 1 điều 29 thì chúng ta vẫn ao, chẳng hạn như là 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ chẳng hạn, chúng ta thấy đúng không? Rồi đúng không? Đấy thì hoàn toàn là vẫn ao, nhưng mà nó yên tâm hơn một chút, đúng không? Đấy thì cũng chia sẻ với các em cái thực tế và cũng như kiến thức môn học trong kỳ thi để các em biết được để xác định có động lực các em nhé. Thì thầy sẽ đổi về điều 25 như vậy, được chưa? Thì chúng ta cần nhớ từ khóa như thế thôi. Phải nhắc lại là chúng ta có hai loại hợp đồng theo luật viên chức 2010 hiện tại. Còn sau 1 tháng 7 2020 thì chúng ta sẽ chỉ còn một thôi, đó là hợp đồng xác định thời hạn, đúng không? Và bây giờ là hợp đồng xác định thời hạn là có mốc thời gian là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, và đi thi thì hỏi về khái niệm hợp đồng xác định thời hạn là nhớ như vậy là đủ. Còn mốc sau ngày 1 tháng 7 2020 thì hợp đồng xác định thời hạn là từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Và loại hợp đồng thứ hai đó là hợp đồng không xác định thời hạn thì nó nhớ từ khóa cho thầy là gì, không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng các em nhé. Chúng ta đi tiếp ở điều 26 là nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc. Thì câu hỏi họ thường đặt ra là gì ạ? Có bao nhiêu nội dung của hợp đồng làm việc của viên chức, đúng không? Có bao nhiêu nội dung, đúng không, của hợp đồng làm việc của viên chức thì chúng ta nhớ cho thầy làm gì, 12 nội dung nhá. Thì cái nội dung này thì chúng ta thấy là chúng ta xác định trong tư duy bao giờ cũng vậy rồi, nó phải có tên địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đấy, nghĩa là tên trường và hiệu trưởng, đúng không?
Rồi tiếp là thông tin về họ tên địa chỉ của chúng ta, người tuyển dụng, đúng không? Còn nữa là gì? Công việc, nhiệm vụ và vị trí chúng ta làm, địa điểm làm việc, đúng không? Rồi quyền, nghĩa vụ của mỗi bên, của cả nhà trường, của với viên chức, đúng không? Rồi loại hợp đồng, đúng không? Rồi thời hạn, điều kiện chấm dứt của hợp đồng, rồi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đãi ngộ khác, rồi thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ tập sự, điều kiện làm việc, đúng không ạ? Và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động, rồi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đúng không ạ? Hiệu lực của hợp đồng làm việc, rồi các cam kết khác, đấy là 12 nội dung của hợp đồng làm việc. Để nhớ con số 12 này thì chúng ta nhớ cho thầy là gì, có thể 12 tháng trong năm nhá. Cứ đi nói đến nội dung làm việc của hợp đồng, bao nhiêu nội dung của hợp đồng làm việc thì nhớ con số 12 các em nhá. Tiếp ạ, người ta sẽ hỏi là gì? Hợp đồng làm việc được ký bằng hình thức nào? Thì chúng ta phải trả lời cho thầy bằng văn bản các em nhá, bằng văn bản, được chưa ạ? Đấy. Thì chúng ta nhớ là được lập thành mấy bản? Thì chúng ta nhớ là lập thành 3 bản, được chưa ạ? Đấy, hợp đồng làm việc được ký bằng văn bản và được lập thành 3 bản, được chưa ạ? Đó là nội tiết chúng ta thấy rất là rõ nhá. Đấy thì khoản 3 thì chúng ta không phải học nữa, chúng ta chỉ học ở khoản 1, khoản 2 thôi, được chưa ạ? Đó thì chúng ta nhớ cho thầy là với khoản 1 điều 26 chúng ta nhớ là 12 nội dung của hợp đồng, và khoản 2 chúng ta nhớ là gì? Hợp đồng được ký bằng văn bản và gì, nó lập thành 3 bản các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào điều 27, nghĩa quy định về chế độ tập sự. Đấy, thì chúng ta thấy ở đây nó có 3 khoản. Đấy, đúng không ạ? 3 khoản. Thì chúng ta thấy là người ta sẽ có câu hỏi là trường hợp nào thì được gì? Miễn tập sự, đúng không? Chúng ta thấy được không, nghĩa là không phải tập sự đấy. Thì chúng ta nhớ là gì? Đáp án chúng ta phải chọn nó là từ đủ 12 tháng trở lên, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng các em nhá. Đó nghĩa là gì? Được miễn tập sự, trường hợp mà được miễn tập sự ấy, thì chúng ta thấy là gì? Nào đáp án là gì? Từ đủ 12 tháng trở lên nhá, thực hiện theo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Và cái này để giải đáp cho em thêm, đây là luật thôi, còn để hướng dẫn chi tiết cái này chúng ta có nghị định 29 và đặc biệt là nghị định 161. Thì để miễn thì chúng ta thấy là ngoài cái đủ 12 tháng này thì chúng ta phải kèm thờ, đồng thời là chúng ta phải đóng bảo hiểm các em nhá, đóng bảo hiểm xã hội. Đấy thì chúng ta nhớ được đồng nào để các em biết, để sau khi chúng ta thi đỗ thì chúng ta cũng còn biết được. Nhiều em vừa rồi là cũng khi đỗ xong là cũng rất là bỡ ngỡ, chúng ta thấy đúng không ạ? Thì chúng ta biết được khi chúng ta trở thành viên chức. Đấy, khi mà các em được miễn, trường hợp chúng ta được miễn cái chế độ tập sự này khi chúng ta đã thực hiện công thời gian từ đủ 12 tháng trở lên, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu. Đấy là nội dung trong luật. Ngoài giải thích để luật chỉ có nghị định 29 và nghị định 161 thì kèm thêm điều kiện là gì? Ngoài từ đủ 12 tháng này để được miễn thì chúng ta còn có đóng bảo hiểm xã hội các em nhá. Được chưa? Tiếp mà câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là thời gian tập sự của viên chức là bao nhiêu? Bao nhiêu lâu? Thì chúng ta nhớ trả lời đáp án là từ 3 tháng đến 12 tháng các em nhá. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ. Thời gian tập sự của viên chức là bao lâu thì chúng ta nhớ đáp án là từ 3 tháng đến 12 tháng, được chưa? Đó thì các em nhớ rồi. Thời gian tập sự của viên chức sẽ là từ 3 tháng đến 12 tháng. Thì sau này chúng ta có những quy định rất là cụ thể trong quy định 161 năm 2008 18 chúng ta thấy rất là rõ. Thì không biết là đợt trước thì đợt 1 thì Hà Nội không thi cái nghị định 29 và nghị định 161 đúng không ạ? Không biết đợt này có thi hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là nó làm giải thích rõ hơn các nội dung. Thì trong đó thời gian tập sự chúng ta thấy là gì? Là 6 tháng với những vị trí việc làm là có yêu cầu trình độ trung cấp, đúng không? 9 tháng với những trình độ là gì? Là yêu cầu trình độ là cao đẳng và gì? Bác sĩ có trình độ đại học. Còn 12 tháng là yêu cầu các vị trí việc làm có trình độ đại học các em nhé. Đấy thì cái đó thì sẽ được giải thích cụ thể trong nghị định 161 năm 2018. Tiếp là ở khoản 3 người ta sẽ hỏi cơ quan nào quy định chi tiết về chế độ tập sự viên chức. Thì cái này nó nằm trong 95% mà thầy đã dặn các em rất nhiều lần. Đó là gì ạ? Là cứ là gì? Cơ quan nào quy định thì 95% chúng ta chọn đáp án là chính phủ. Thì cái nội dung này cũng không nằm trong ngoài nội dung mà thầy đã trả lời các em nhá. Quy định, cơ quan quy định là 95% chúng ta chọn đáp án là chính phủ. Được chưa ạ? Đó là nội dung điều 27. Chúng ta đi tiếp vào điều 28 là quy định về thay đổi nội dung ký kết tiếp rồi tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức các em nhé. Thì chúng ta thấy với nội dung này thì chúng ta cần nhớ từ khóa là gì, khi người ta hỏi là gì liên quan quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên thay đổi nội dung làm việc thì báo trước bên kia ít nhất bao nhiêu ngày, thì chúng ta nhớ từ ít nhất là gì, 3 ngày làm việc các em nhé. Thì cần gì nhớ là các em nhớ từ khóa là gì, thay đổi nội dung làm việc thì phải báo, đúng không? Đấy, thay đổi nội dung làm việc, nội dung hợp đồng làm việc ấy. Đấy, thì phải sao? Quy định về thời gian là ít nhất là 3 ngày nhá. Đấy, khi mà thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì
liên quan về thời gian báo trước thì cả hai bên báo trước ít nhất là 3 ngày em nhé. Đấy, đấy là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là liên quan đến cái việc mà người đứng đầu ấy, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc viên chức, thì chúng ta thấy là sẽ trước bao nhiêu ngày trước khi hết hợp đồng. Đấy, thì trước khi hết hợp đồng chúng ta nhớ mốc thời gian là 60 ngày nhá. Chúng ta chọn án là 60 ngày thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt, thì sẽ là gì? Tâm mốc là 60 ngày. Và chúng ta nhớ từ khóa là trước khi hết hạn của hợp đồng làm việc, đúng không? Là sao? 60 ngày thì sao? Người đứng đầu sẽ quyết định việc ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc viên chức. Em rõ chưa? Đó thì chúng ta nhớ như vậy nhá. Tiếp theo nó liên quan nội dung là tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc thì được thực hiện theo quy định của pháp luật nào? Chúng ta nhớ luôn nhớ đó là pháp luật về lao động nhá, họ đưa ra là pháp luật viên chức, pháp luật bảo hiểm xã hội thì không đúng, chúng ta nhớ là pháp luật về lao động vì liên quan về tiền lương, các bạn thấy thì chúng ta nhớ là gì? Pháp luật về lao động, được chưa? Về tiền lương, quy định về tiền lương, về chế độ, là các chế độ của viên chức trong đó, đúng không? Về nghỉ phép, các thứ nghỉ việc riêng hoặc trong đấy quy định. Thì chúng ta thấy là việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc hoặc là chấm dứt hợp đồng làm việc thực hiện theo quy định của pháp luật là lao động, em rõ chưa? Đó thì chúng ta thấy rất là rõ nhá. Khoản 4 thì chúng ta không có câu hỏi, được chưa? Thì chúng ta thấy rất rõ nhá. Tiếp người khoản 5 người hỏi khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ được pháp luật quy định là công chức, nghĩa khi chúng ta công chức, khi mà chuyển sang làm công chức, bây giờ chúng ta là giáo viên, đúng không, hay là bác sĩ, hay là y tá, đúng không, chúng ta chuyển sang làm công chức ở các cơ quan đảng, cơ quan chính quyền nhà nước, ủy ban dân đấy, chúng ta thấy đúng không, thì chúng ta gọi là công chức, những cơ quan quản lý nhà nước, ban hành chính sách, đúng không, thì chúng ta sẽ là thì chúng ta thấy là sẽ hợp đồng làm việc sẽ đương nhiên chấm dứt các em nhé. Thì chúng ta chuyển sang đó thì chúng ta sẽ có quyết định tuyển dụng, vì công chức họ là biên chế suốt đời. Đấy, nghe theo quyết định tuyển dụng, họ không phải theo hình thức hợp đồng làm việc như chúng ta. Đấy, và họ hưởng lương là từ ngân sách nhà nước chứ không phải là hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập như viên chức các em nhá. Đấy thì chúng ta thấy là điều kiện để chuyển đổi sang từ viên chức sang công chức mà gì không phải thi qua thi tuyển ấy, thì chúng ta sẽ là gì? Là 5 năm sau khi từ đủ 5 năm trở lên. Nó quy định ở điều 58 rất là rõ, khoản 1 điểm A 58 em nhá. Chúng ta đi tiếp ở điều 29 về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Cái nội dung này rất quan trọng nhé, các em cần ghi giúp cho thầy. Đọc nếu chúng ta không nhìn chung một phổ quát chung thì nó rất là khó hiểu và chúng ta dễ bị nhầm các em nhé. Thì các em giúp cho thầy với cái nội dung như sau. Các em chia giúp thầy nhé. Vì cái nội dung điều 29 này rất nhiều các câu hỏi nhưng mà chúng ta không nắm rõ rất hay bị nhầm. Đấy, thì chúng ta thấy giúp cho thầy như sau. Chia thành hai nội dung của điều 29 về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức, đúng không? Nội dung thứ hai là gì ạ? Viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đó chúng ta nhớ có hai nội dung nhá. Một là nội dung một là đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức, đúng không? Trường hợp ở nội dung thứ hai đó là viên chức quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thì bây giờ chúng ta vào nội dung thứ nhất là gì ạ? Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức. Thì câu hỏi đầu tiên trong nội dung này người ta sẽ hỏi là gì? Có mấy trường hợp, đúng không? Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức. Thì chúng ta, các em phải trả lời cho thầy là có 5 trường hợp nhé. 5 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động viên chức. Thì cụ thể là trường hợp nào? Trường hợp thứ nhất là gì? Viên chức sao có 2 năm liên tiếp. 2 năm liên tiếp chúng ta phải, nếu có từ 2 năm là chưa đủ, phải từ liên tiếp. Đấy. Viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức độ khô hoàn thành công việc, đúng không? Đấy, bị phân loại đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Đấy, về đánh giá viên chức chúng ta phân thành 4 loại là gì? Xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Khi mà chúng ta gì có 2 năm liên tiếp phân loại không hoàn mức độ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta cũng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cái trường hợp thứ hai đó là viên chức bị thôi việc theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 52 và khoản 1 điều 57 của luật này, chính là luật viên chức ấy. Chúng ta thấy là cụ thể đây thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Chúng ta khi mà chúng ta vi phạm ấy, đúng không ạ, về quy định thì chúng ta thấy là cái khoản 1 ở điểm D khoản 1 điều 52 chính là quy định về hình thức buộc thôi việc. Đấy, nằm trong 4 hình thức kỷ luật của viên chức, đó là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Cách chức thì dành cho viên chức quản lý rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta người nói khi nói đề cập cái điểm D khoản 1 điểm 2 chính là nói về hình thức buộc thôi việc của viên chức. Cái nói về khoản 1 của điều 57 đó chính là về việc mà viên chức bị tòa án cái án phạt tù mà không được hưởng án treo.
đấy, có nghĩa là bị phạt theo năm đấy, đúng không? Hoặc bị tòa án kết án về hành vi tham nhũng, đúng không ạ? Và bị buộc thôi việc, đúng không ạ? Kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực. Đó thì chúng ta thấy bị buộc thôi việc bởi hai cái khoản này nhé. Thì chúng ta thấy là trường hợp mà đơn vị người nào có quyền đơn phương, được chưa? Cái trường hợp thứ ba đó là sao ạ? Với viên chức mà ốm đau đấy, chúng ta nhớ nhé, ốm đau, đúng không? Với ốm đau mốc thời gian như thế nào? Ta thấy với hợp đồng không xác định thời hạn thì là gì? Mà viên chức ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, đúng không ạ? 12 tháng liên tục, hợp đồng không xác định thời hạn là gì? 12 tháng liên tục. Ốm đau mà gì? Mà 6 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn, các em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy là đấy, chúng ta sao đi làm phải có sức khỏe nhá. Mà ốm đau chúng ta thấy điều trị 6 tháng liên tục thì đơn vị lập hoàn toàn có quyền đơn phương, đúng không ạ? Chúng ta thấy như vậy nhá. Thì các em nhớ đó là trường hợp thứ ba, đúng không ạ? Thế còn khi mà chúng ta khỏe lại thì chúng ta thấy là có thể được xem xét ký tiếp hợp đồng, đúng không ạ? Trường hợp thứ tư, một tính khách quan là do thiên tai hỏa hoạn hoặc những do bất khả kháng theo quy định của chính phủ, làm cho đơn vị sự nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn, đúng không ạ? Thì cái trường hợp thứ tư là do thiên tai hỏa hoạn. Trường hợp thứ năm là khi đơn vị sự nghiệp lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan thẩm quyền, đó là thu hẹp. Chúng ta thấy đúng không? Vị trí bây giờ chúng ta sinh ít chẳng hạn, đấy, khu xã phường này chẳng hạn bây giờ là nhu cầu cần một trường thôi, thu hẹp tinh giản biên chế đấy. Chúng ta thấy đấy thì phải một đơn vị một trường chẳng hạn phải chấm dứt hoạt động chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là khi đơn vị trường hợp chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định, thì chúng ta thấy từng loại trường thôi, với mầm non, đúng không, với tiểu học, trung học cơ sở thì là phòng giáo dục đào tạo và chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện, đúng không ạ? Với trường trung học phổ thông thì sẽ do giám đốc sở giáo dục đào tạo và chủ tịch ủy ban cấp tỉnh. Thì chúng ta thấy là tùy theo thẩm quyền từ từng trường, ứng với thẩm quyền của từng ủy ban chính quyền phù hợp, đúng không ạ? Thấy rất là rõ, có thể huyện hoặc là tỉnh như vậy. Thì chúng ta thấy là đấy, ta thấy nhắc lại là chúng ta có năm trường hợp mà đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức. Và chúng ta nhớ từng cái trường hợp một là viên chức bị có 2 năm liên tiếp hoàn thành, hai là gì, viên chức bị thôi việc, thứ ba là gì, là viên chức ốm đau với hợp đồng không xác định thời hạn là ốm đau tục 12 tháng, với hợp đồng xác định thời hạn là gì, 6 tháng liên tục, em rõ chưa? Và trường hợp thứ tư đó là do thiên tai hỏa hoạn. Trường hợp thứ năm là gì, khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động. Đó, đây là năm trường hợp. Thế là ý về các trường hợp. Ý tiếp theo trong nội dung một này thì sẽ khi mà đơn vị sự nghiệp cho viên chức nghỉ thì phải báo trước. Nếu mà nội dung quy định thời gian báo trước thì báo trước của đơn vị sự nghiệp dành cho viên chức là như thế nào, đúng không? Đó thì chúng ta thấy quy định như sau, rất là rõ, đúng không ạ? Đối với chúng ta thấy là gì? Đối với hợp đồng không xác định thời hạn, đúng không? Thì mà đơn vị sự nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức thì phải báo trước cho viên chức là ít nhất là gì? 45 ngày, các em nhé. Ít nhất là 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn là gì? Người đứng đầu phải báo trước cho viên chức là gì? Ít nhất 45 ngày. Thế còn đối với hợp đồng xác định thời hạn thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo trước cho viên chức là ít nhất là 30 ngày. Đó, rất là rõ nhá. Thì các em thấy rất là rõ, được chưa? Thế tiếp theo người ta đặt ra câu hỏi là thế đối tượng nào? Đối tượng viên chức nào thì không phải báo trước? Các em nhá, đối tượng nào thì không phải báo trước? Thầy thử đưa ra cái phương án A, B, C thì các em trả lời giúp thầy nhá. A là gì ạ? Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 52. B đó là gì ạ? Viên chức bị tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo, hoặc bị tòa án cái án về hành vi tham nhũng thì bị hành vi tham nhũng, được chưa ạ? C cả A và B đều đúng, D cả A cả B đều sai. Để xin mời các em. Và câu hỏi đặt ra là trường hợp nào thì chúng ta thấy là người đứng đầu ở đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải báo trước, đúng không? Cũng không phải báo trước cho viên chức. Và xin mời các em chọn đáp án A, B, C, D. Xin mời ạ. Và bạn Trần Hiền là C, đúng không ạ? Và Hải Yến cũng vậy, các bạn khác thì sao? Và bạn Minh Nguyệt cũng là C, đúng không ạ? Đấy, ta đã hiểu vấn đề đấy, đúng không ạ? Và thì chúng ta thấy rất rõ rồi nhá. Đấy, như điểm B khoản 1 điều 29 thì chúng ta thấy là
chính chúng ta nhớ, em nhớ cho thầy là gì, đây chính là hai trường hợp đúng không ạ, mà đứng đầu đơn vị sự nghiệp không phải báo trước đối với viên chức nhá. Một là gì, viên chức bị buộc thôi việc đấy, theo điểm D khoản 1 điều 52 là khi bị hình thức kỷ luật đấy đúng không, và nội dung về chúng ta thấy là viên chức là gì, bị gì ạ, bị tòa án cái án phạt tù mà không được án treo, nghĩa là hưởng sao theo số 5 đấy, bị số 5 đấy đúng không đấy, rồi bị tòa án cái án về hành vi tham nhũng em nhá, thì chúng ta thấy là viên chức không phải báo trước, đó là như vậy. Thế còn các trường hợp còn lại, nghĩa là 4 trường hợp còn lại thì chúng ta thấy là gì, là viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải báo trước, và với hợp đồng không xác định thời hạn thì là ít nhất 45 ngày, với hợp đồng xác định thời hạn là ít nhất 30 ngày em nhá. Rồi chúng ta đi tiếp, đấy là về báo trước đúng không, chúng ta đi tiếp là gì, thế có mấy trường hợp là gì mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không được, đấy có 5 trường hợp là được rồi đúng không, đấy được chấm dứt hợp đồng. Thế có mấy trường hợp thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không được chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức, thầy đưa ra nhé, A 2, B 3, C 4 và D 5. Để xin mời các em ở câu hỏi test các em nhé, xin mời các em trả lời ạ. Và xin mời các em ạ, ta chọn phương án nào đây, vâng, phương án nào đây bạn Trần Hiền là B, và các bạn khác thì sao, bạn Hải Yến là B, và rất tốt, các bạn khác thì sao, và bạn Minh Nguyệt là B, các bạn nào trả lời nữa không ạ, và bạn Lê Hồng là B, và chúng ta còn 15 giây cho các bạn còn lại ạ. Chúng ta quy định làm 1 phút như khi chúng ta đi thi ấy, đúng không? Ta tạo thói quen. Sau đó thì sau này chúng ta học hết các nội dung, các từ khóa của các văn bản cũng như là thực hành các bộ đề, thì sau khi học hết tất cả các văn bản theo khung ôn tập thì các em sẽ có bộ đề trộn 60 câu nhá. Chúng ta thực hành đi thực hành lại để chúng ta làm quen các dạng thức làm đề. Đấy thì thầy muốn khẳng định các em là các em yên tâm. Đấy, thầy đã có kinh nghiệm dạy các bạn để ôn thi viên chức Hà Nội đợt vừa qua, các bạn ở Quảng Ninh, ở Lào Cai đúng không ạ, rồi ở Ninh Bình, các bạn đã thi khi mà chúng ta áp dụng năm đầu tiên, chúng ta thấy là theo nghị định 161 chúng ta thực hiện hình thức thi trắc nghiệm đúng không ạ, thì bên cạnh đó thầy cũng là mát tay, các em học thầy đều đỗ cả và đỗ cao, thì thầy cũng hy vọng là lần hai này Hà Nội thầy sẽ giúp các em, đặc biệt các bạn số lượng các bạn thi trung học phổ thông nhiều hơn các bạn tiểu học, trung học cơ sở và mầm non, thì rất mong chúng ta học và theo sự hướng dẫn của thầy nhá. Đấy, thầy sẽ hỗ trợ các em và đồng hành các em đến tận ngày các em thi thì thôi, em rõ chưa, và thầy nhắc lại các em có thể đây là cũng lần đầu các em học với hình thức online này, trước giờ chúng ta thường quen hình thức truyền thống nên các em lần đầu tiên bỡ ngỡ đúng không ạ, chúng ta nhớ là hình thức học online này, học trực tuyến này, chúng ta là học xong thì video được lưu lại em nhá, nên là các em có thời gian học tương tác trực tiếp vào mỗi giờ ở khung mà thầy đưa ra, thì các bên cạnh đó để học nó hiệu quả và nhớ lâu. Nhiều bạn hỏi thầy làm thế nào để nhớ lâu được, thì chúng ta phải học các từ khóa của thầy, để học được thì chúng ta phải nghe đi nghe lại đúng không, không phải chỉ nghe mỗi cái buổi mà chúng ta tương tác trực tiếp này đâu, thì là chưa đủ. Đấy, chúng ta nên nghe đi nghe lại, mà mỗi bài giảng thầy đã ghi rất rõ các cái tiêu đề, cái nào là hướng dẫn từ khóa, cái nào là làm bộ đề đúng không, thì rất mong các em nghe những lời hướng dẫn từ thầy để chúng ta học có kết quả các em nhé. Đó, và bạn Trần Hiền có hỏi là bộ đề tiếng Anh thì thầy thì có bộ đề thầy có mà nó mang tính tham khảo, thì các em cần thì vui lòng gửi mail cho thầy, thầy sẽ gửi cho các em nhé, hoặc là có thể thầy sẽ đăng lên group nhà lớp của chúng ta để các em có thể tải về, các em sẽ để lấy các file tài liệu, thì các em nháy vào chữ file ở bên trái màn hình nhá, nó hiện ra các file mà thầy để, file PDF thì các em trong máy tính là phải có phần mềm PDF, rồi các em nghe lại video thì cách là chúng ta nháy vào chữ video ở bên trái màn hình, chúng ta kéo xuống các video càng ở cuối là những video trước đây, đầu tiên trước đây, còn những video gần nhất hiện ngay trên thì chúng ta là ngay trên đầu. Cách nữa thì thầy đã lập cái folder, nghĩa là dành cho các em thấy cái từ khóa nó hiện lên ấy, là viên chức đợt 2, viên chức Hà Nội đợt 2 đấy, thì chúng ta nháy vào cái folder đấy là chúng ta thấy hiện ra tất cả các cái nội dung, các cái thông tin, các cái video của đợt thi viên chức đợt 2 này nhá. Thì thầy đã đặt folder một cách tìm kiếm nữa, giúp chúng ta
ta dễ tìm kiếm hơn, vì chúng ta thấy là cái lớp của thầy là xây dựng là từ tháng 6, là rất là nhiều nhiều video. Tại sao thầy vẫn để đấy? Thì chúng ta thấy nó như một cái nơi đó, như kho tài nguyên để giúp các em tìm hiểu sau này, để chúng ta thấy không phải lúc nào cũng xây dựng được cái thời gian để giảng hoặc là hướng dẫn các em như này được. Thì đó là một cái bộ tài liệu, bộ kiến thức rất là tốt cho các em. Thì cách thức thầy nhắc lại là chúng ta vào có hai cách. Một là chúng ta để xem video thì chúng ta nháy vào chữ video bên trái màn hình, các video đầu nhá, các video đầu là cuối, còn còn video của lớp chúng ta là thường là gần đây, nó hiện ngay trên. Còn cách nữa thông minh hơn thì chúng ta nháy chữ viên chức Hà Nội đợt 2 đấy, và sau này là những cái file này là dành cho các bạn chung, cả ba khối chúng ta đều học văn bản chung như luật viên chức, luật giáo dục, có thể sau này sẽ là nghị định 29 hay nghị định 161. Còn thầy cũng đã đặt cho các em ở các sau này thi học các văn bản riêng ấy, là như là của khối mầm non, của khối tiểu học, khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì thầy cũng đã đặt riêng rồi, các em yên tâm, thầy đã tính cả rồi. Thì sau này theo khối riêng thì chúng ta sẽ học chia ca khối riêng, và chúng ta vào đó, vào của khối nào, vào khối đó, không lẫn lộn vào nhau, giúp em dễ tìm kiếm học tập em nhé. Thì thầy cũng tiện chia sẻ thông tin như vậy, thì rất mong chúng ta khai thác hết tính năng trên cả lớp của chúng ta được không ạ? Và cảm ơn các em. Đó là thầy nói vừa câu hỏi về của chúng ta, các bạn đã đưa ra đáp án là B. À, trả lời cho câu hỏi là thầy hỏi là có mấy trường hợp mà gì ạ, là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng. À, thì các em đã chọn án là B đúng không? Rất là chính xác, có 3 trường hợp các em nhất. Và thấy rất rõ, có 3 trường hợp rất rõ. Trường hợp thứ nhất là gì ạ? Chúng ta thấy là gì ạ? Là viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Đấy, điểm C chúng ta thấy là liên quan đã ôm hợp đồng không xác định thời hạn là 12 tháng liên tục rồi, với hợp đồng xác định hạn là 6 tháng liên tục rồi đúng không ạ? Tiếp là gì ạ? Là trường hợp thứ hai là viên chức gì đang nghỉ hàng năm đúng không ạ? Nghỉ về việc riêng, và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép đúng không ạ? Trường hợp thứ ba nào liên quan đa số viên chức của chúng ta, đấy, các bạn nữ chúng ta thấy rất là quan tâm, nhà nước rất quan tâm và chính sách là viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp mà đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động, thế thôi đúng không? Đấy, chúng ta nhớ nhá, đấy là có 3 trường hợp như các bạn đã chọn đáp án đúng không? Và chúng ta lưu ý cái trường hợp thứ ba, người ta sẽ có thể hỏi đảo lại là gì, thế trường hợp nào đúng không, thì là viên chức nữ là sao, là vẫn bị đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy bị người đứng đầu đơn phương đồng nghĩa là gì? Người ta nói là không được thì là gì? Là nuôi con dưới 36 tháng. Đây là gì? Trên 36 tháng thì vẫn bị. Mà thực tế trong thực tế áp dụng pháp luật thì thực ra tình huống này rất là khó. Thực ra người ta vẫn bảo là tính nhân văn. Đấy, thì trường hợp nào mà các bạn quá đáng quá thôi, đúng không? Thì chúng ta thấy như vậy. Chúng ta nhớ có 3 trường hợp các em nhé. 3 trường hợp, được chưa? Là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức, được chưa? Như vậy là thầy đã trao đổi xong nội dung thứ nhất của điều 29, đó là gì, về gì ạ, về đơn vị sự nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức. Thì chúng ta chia ra 3 ý. Ý thứ nhất là có 5 trường hợp mà gì, đơn vị sự nghiệp công lập quyền đơn phương hợp đồng. Ý thứ hai đó là gì, khi đơn phương đó thì phải báo trước như thế nào đối với viên chức, đúng không? Thì thầy đã nói rất rõ rồi đúng không, là chúng ta thấy là chỉ trường hợp thứ hai là trường hợp B đấy, gọi là B đấy, điểm B đấy, là bị buộc thôi việc thì không phải báo trước đúng không? Thì chúng ta có rất rõ rồi. Còn 4 trường hợp còn lại thì với hợp đồng xác định thời hạn thì báo trước ít nhất 30 ngày, hợp đồng không xác định thời hạn thì chúng ta thấy là gì, báo trước ít nhất 45 ngày em nhá. Đấy, còn về 3 trường hợp mà gì, không viên chức người đứng đầu không được đơn phương chấm dứt hợp đồng, đó là chúng ta thấy là khi mà gì, viên chức bị ốm đau hoặc bị tai nạn, viên chức đang nghỉ hàng năm, rồi viên chức nữ đang có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, các em nhá. Đây là nội dung thứ nhất của điều 29 thầy đã trao đổi xong. Chúng ta đi vào nội dung thứ hai, đấy chúng ta tách bạch ra thì nó không bị lộn, nếu chúng ta xem luật thì dễ bị nhầm lẫn đúng không? Nội dung thứ hai là về viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là có mấy trường hợp mà gì ạ, viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thì thầy đưa ra các đáp án, các em trả lời giúp thầy nhá. A 3, B 4, C 5 và D 6. Thầy xin mời các em. Em nghe rõ câu hỏi của thầy đưa ra không ạ? Thầy hỏi là gì? Có mấy trường hợp mà gì ạ? Mà ở viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập. A 3, B 4, C 5 và D 6. Thầy xin mời các em ạ.
Chúng ta có 60 giây, xin mời ạ. Vâng, thì thầy cũng muốn hỏi để test xem là các em đã có văn bản như thầy đã gửi cho các em rồi, các em đã in ra chưa nhá. Thầy nhắc lại để học có hiệu quả đấy, chúng ta đừng tiếc cái phần in. Tháng này các em có thể tiết kiệm, các bạn nữ thì có thể tiết kiệm tiền mua son phấn, các bạn nam thì chúng ta tiết kiệm một cốc bia thôi, một vài cốc bia thôi, nhờ chúng ta hoàn toàn có thể in các tài liệu, in ra thì chúng ta gạch các nốt vàng ra, đưa ra rất dễ. Và thì bạn Vũ Ngọc là C, Lê Hồng là D, Trần Hiền là D, đúng không? Lại Ngọc Ánh là D, đấy, Minh Nguyệt là C, đúng không ạ? Và Nguyễn Thủy Dung là C. Và chúng ta nhớ đây là các trường hợp, mấy trường hợp mà gì? Viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự công lập em nhé. Nó ngược lại với trường nội dung 1. Và Ngọc Vũ lại đổi lại là 6. Chúng ta thấy rõ ràng rồi, đáp án đây phải là D, là 6 trường hợp các em nhé. Qua 6 trường hợp mà viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức. Trường hợp thứ nhất là gì ạ? Người ta hỏi trường hợp nào thì trường hợp thứ nhất là gì? Không được bố trí đúng vị trí việc làm, đúng không? Địa điểm làm việc, hoặc không được đảm bảo các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong đồng làm việc. Đấy, chúng ta không được đúng vị trí việc làm. Đấy, chúng ta là giáo viên tiểu học thì bạn chuyển xuống trở thành gì? Chúng ta thấy là làm thủ thư chẳng hạn, đúng không? Đấy, chúng ta thấy là không đúng, đúng không ạ? Hoặc là địa điểm làm việc, nghe điểm A lại đưa đến điểm B, hoặc là không được đảm bảo các điều kiện trong công tác giảng dạy của chúng ta, đúng không ạ? Rồi không được trả lương đầy đủ là trường hợp thứ hai, không được trả lương đầy đủ hoặc được không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc. Đấy, không được trả lương đầy đủ, lương chúng ta đang nghĩ là 10 triệu trả có 8 triệu chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là không đúng thời hạn, đúng ra là mùng 1 nhưng mà gì mãi mùng 10 mới trả. Nhưng mà thầy nghĩ trong thực tế thì cái không được trả lương đúng thời hạn là nhiều đấy, đúng không? Không nhầm mấy tháng các em mới được nhận. Như vừa rồi thầy về dạy ôn thi nó ôn thi vòng 2 cho các bạn Hà Nam thì thấy bảo là 3 hay 4 tháng thì mới được nhận lương. Đấy thì chúng ta thấy, đúng không ạ? Và trường hợp thứ 3 là chúng ta nhớ nó là gì? Là khi mà đơn vị sự công lập là gì? Ngược đãi, đúng không? Nghĩa là viên chức ta bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động, đúng không ạ? Đấy, bị đánh đập chửi bới, hoặc làm quá giờ, nhiều giờ dạy, chúng ta thấy là như vậy, đúng không ạ? Trường hợp thứ 4 là các em nhớ nó là bản thân hoặc gia đình thật sự hoàn cảnh khó khăn, không được tiếp tục thực hiện hợp đồng, các em nhớ. Trường hợp thứ 5 là viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh. Trường hợp thứ 6 là viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn hoặc đã điều trị từ 3 tháng liên tục. Các em bôi đậm với thầy là từ 3 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Đấy, họ sẽ có câu hỏi này. Đấy, đúng không? Đấy, chúng ta nhớ là viên chức bị ốm đau, đúng không? Trong bị tai nạn từ bao nhiêu tháng liên tục mà khả năng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này, nữa là từ 3 tháng, các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ là có 6 trường hợp mà gì ạ? Mà viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức ở với đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, nhắc lại, một là gì? Không được bố trí đầy đúng vị trí việc làm. Hai là không được trả lương đầy đủ hoặc là gì? Không đúng thời hạn. Ba là bị ngược đãi, cưỡng bức. Bốn là bản thân hoặc gia đình khó khăn. Năm là viên chức nữ có thai và sáu là viên chức ốm đau đã điều trị từ 3 tháng. Các em rõ chưa ạ? Đấy thì chúng ta nhớ như vậy nhá. Các em rõ cho thầy được chưa ạ? Đấy là 6 trường hợp. Và tiếp, đấy là ý thứ nhất là hỏi có mấy trường hợp thì là 6 và cụ thể là 6 trường hợp nào thì thầy đã trao đổi rồi. Ý thứ hai, trong nội dung thứ hai về viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị công lập thì nó là vẫn là quy định báo trước, đúng không? Nghĩa là khi chúng ta nghỉ đơn phương vậy đã phải báo trước, thì chúng ta nắm cái nội dung ý thứ hai là quy định về thời gian báo trước viên chức đối với người đứng đầu đơn vị sự công lập thì quy định như thế nào các em nhá. Thì ta chia ra, thầy chia giúp em thành các em thành hai cái loại. Một là gì? Nếu viên chức này có hợp đồng không xác định thời hạn các em nhá, với là gì? Viên chức có hợp đồng không xác định thời hạn thì với viên chức này thì chúng ta phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bằng văn bản, biết trước ít nhất là 45 ngày em nhé. Chúng ta phải nhớ cái từ bằng văn bản nhé. Nếu không có từ văn bản sai đấy, đúng không ạ? Là gì? Chúng ta nhớ là viên chức phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất là 45 ngày đấy. Đấy, thầy chia ra, một là gì? Hợp đồng không xác định hạn thì là gì? Là viên chức phải báo trước với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp bằng văn bản là gì? Thời gian là biết trước ít nhất 45 ngày, được chưa ạ? Thế còn trường hợp mà gì? Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì thời gian báo trước là gì ạ? Là ít nhất 3 ngày các em nhá. Đấy, trường hợp mà viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn thì đã điều trị và hỏi là bao nhiêu tháng đấy, là nhớ là phải bôi đậm là 6 tháng liên tục thì báo trước ít nhất là 3 ngày. Nếu hợp đồng không xác định thời hạn thì các em nhớ cho thầy là gì? Một
là liên quan không ốm đau khỏe mạnh đúng không, đã đơn phương chấm dứt hợp đồng đấy, đúng không, cho các 6 trường hợp trên thì chúng ta thấy là gì, thì chúng ta thấy là với hợp đồng chúng ta phải báo trước cho người đứng đầu doanh nghiệp bằng văn bản biết trước ít nhất 4-5 ngày. Còn trường hợp chúng ta ốm đau bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục rồi thì chúng ta phải báo trước cho người đứng đầu doanh nghiệp là biết trước ít nhất 3 ngày. Em rõ chưa? Tiếp theo là với hợp đồng xác định thời hạn thì sao? Đấy, thì lúc nãy các em nhớ cho thầy là thầy nói 6 trường hợp. Thầy đã đọc là số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chứ thầy không đọc A, B, C, D, D, E, đúng không? Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì đều có ý đồ cả. Thì em ghi cho thầy theo thứ tự như thế thì chúng ta lọc ra. Đấy, thì chúng ta thấy là cái trường hợp 4 ấy, nhá, với hợp đồng xác định thời hạn em nhá. Đấy, hợp đồng không xác định thời hạn đã xong rồi, đúng không? Với hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta thấy với trường hợp 4 là chính là bản thân hoặc gia đình khó khăn. Thì chúng ta người viên chức phải báo trước gì cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp báo trước ít nhất là 30 ngày. Đấy, biết trước ít nhất là 30 ngày. Cái trường hợp thứ 4 đấy, đúng không? Thế còn 5 trường hợp còn lại, 1, 2, 3, 5, 6 đấy, thì báo trước gì cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là báo 5 trường hợp này đều là gì? Báo trước cho người đứng đầu là gì? Ít nhất là 5 ngày, các em nhá. À 3 ngày, xin lỗi, 3 ngày. Đấy, mình đang nói 5 trường hợp nó bị lặp lại. Chúng ta nhớ là báo trước 5 trường hợp đấy, báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 3 ngày. Thế còn trường hợp 4 nhá, là bản thân hoặc gia đình thì chúng ta thấy là gì? Báo trước ít nhất 30 ngày. Thế nên chúng ta xong rất dễ, đúng không ạ? Cái nội dung thứ hai nó tách bạch ra như vậy. Nội dung thứ hai là gì? Là về nội dung là viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì các em nhớ cho thầy ý thứ nhất là có mấy trường hợp viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp, thì nó nhớ là 6, đúng không? 6 trường hợp. Và cụ thể thầy đã liệt kê rồi, đúng không? Và thấy rất là rõ, trường hợp 1 là không được bố trí, trường hợp thứ 2 là không được trả lương, trường hợp thứ 3 là bị ngược đãi, trường hợp thứ 4 bản thân ở gia đình, trường hợp thứ 5 là viên chức nữ có thai, đúng không? Trường hợp thứ 6 là gì? Là viên chức ốm đau, đấy, từ điều trị từ 3 tháng. Thế còn ý thứ hai là về phải báo trước, quy định thời gian báo trước, thì chúng ta thấy với chia ra với hợp đồng không xác định thời hạn thì chúng ta phải báo trước ít nhất là gì? Bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp là biết trước ít nhất 4-5 ngày. Còn trường hợp mà chúng ta ốm đau đã điều trị từ 6 tháng thì báo trước ít nhất 3 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn. Với hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta nhớ trong đầu là có 6 trường hợp như vậy. Thì có trường hợp thứ 4 ấy, bản thân hoặc gia đình thì chúng ta phải báo trước ít nhất là 30 ngày. Thế còn 5 trường hợp còn lại chúng ta chỉ báo trước ít nhất là 3 ngày thôi. Được chưa? Đó thì tóm tắt như vậy. Em rõ điều 29 mà thấy em thấy cái điều 29 trở nên nó dễ dàng chưa? Nếu chúng ta nhìn văn bản pháp luật thì chúng ta rất dễ bị rối. Và chúng ta thấy nội dung sau này trong đề thi là liên quan đến viên chức thì điều 29 này rất nhiều câu hỏi các em nhá. Thì không biết với cái điều 29 thầy giảng rất kỹ để giúp các em nhớ được như vậy, để sau chúng ta đi làm bài thì nó chúng ta không bị vướng và chúng ta làm bài tốt, thì các em có ý kiến gì không? Thầy trao đổi như thế được chưa ạ? Vâng, xin mời các em có một phút phản hồi để thầy biết, nếu không thì thầy chuyển để chúng ta chuyển sang điều 30 các em nhá. Xin mời các em ạ, ta có một phút để phản hồi. Xin mời các em ạ. Rồi, em có ý kiến gì không? Vâng. Các bạn đang hiển thị này, các em có ý kiến gì không ạ? Như vậy là ok chưa? Các em còn có vấn đề gì không? Đấy, có thể tổng kết, các em có thể thậm chí từ điều 20 đến điều 29 mà chúng ta thấy đặc biệt là điều 29 những nội dung nó rất khó nhớ, thầy cũng đã nhắc đi nhắc lại và giúp các em dễ dàng nhớ hơn và có nhiều câu hỏi như vậy để chúng ta nắm bắt được. Phân tích rõ ok rồi bạn Minh Nguyệt. Đấy, thầy muốn chúng ta học một lần thôi, vì thời gian chúng ta cũng không có nhiều. Các em thầy biết các em đồng thời là chúng ta học luật này đúng không? Và rất nhiều văn bản mà hiện tại thì chúng ta chưa có khung, và đây là khung kinh nghiệm mà thầy đã xây dựng, mà chắc chắn là sẽ văn bản vào này thôi đúng không? Và các em còn phải học tiếng Anh nữa, và cũng em phải lo công việc gia đình rồi chuẩn bị là Tết nhất rồi đúng không? Nên thầy muốn là chúng ta học đến đâu là phải được cái đấy đúng không? Học đâu là chắc cái đấy, ngấm thấm cái đấy. Chỗ nào các em chưa hiểu rồi hỏi thầy luôn nhá, tránh để hỏi lại quá nhiều đúng không? Và giúp khi mà hỏi các em này thì thầy phân tích rõ này thì chúng ta sau này ta nghe lại, thầy nhắc lại với các em những ưu việt của học online, học trực tuyến này là họ dạy xong video lưu lại, các em chỉ việc nghe lại thôi, dành thời gian. Đấy, thì thầy rất mong muốn là như vậy nhá. Thì bạn Minh Nguyệt đại diện các bạn đã chốt được ok rồi thì thầy chuyển nhá. Đấy, chúng ta phải tương tác với nhau như thế được không ạ? Cảm ơn các em. Chúng ta đi tiếp điều 30.
thì câu hỏi này nó chỉ có một nội dung thôi, liên quan về tranh chấp và về tài liệu thì các bạn sau này tất cả nhá. Thì các em chưa dụ trường hợp mà các em thực hiện là đăng ký chuyển khoản đúng không ạ, mà các em gửi mail cho thầy rồi mà trong trường hợp mà chưa nhận được thì chúng ta có mấy việc như sau, thầy cũng hướng dẫn như sau. Thường là các em khi đăng ký chuyển khoản và gửi mail là phải chuyển luôn, gửi luôn, vì thầy có thực hiện là đã tạo sẵn và luôn luôn chuyển tiếp được, nó smart nhất, nhanh nhất. Nhưng mà nó có mấy trường hợp các em phải lưu ý. Một là do cái việc mà thầy là khi mà em thực hiện gửi mail là thường lần đầu đấy, chúng ta chưa gửi cho nhau thì Gmail nó thường là chuyển cái mail lần đầu đấy nó vào thư rác, thì các em giúp thầy là chuyển vào thư rác. Hai là em kiểm tra nội dung, cái nhiều khi các bạn nhắn vội, nhiều khi là nó sai cái một cái từ khóa nào đó, một cái từ nào đó trong email của mình nên là cũng không nhận được. Mà cái đấy thì thường nếu mà sai đấy thì nó sẽ báo luôn Gmail với thầy, thì thầy sẽ báo lại các em. Và thứ ba là nó cái dung lượng của Gmail cho chúng ta là 15GB đấy, là nếu quá thì chúng ta là không nhận được. Mà email của thầy thường là cái file nó rất là nhiều văn bản, nó thường lặng, nó thường mấy chục mê, nên là các em mà thầy thường là thường nhiều như thế nên thầy phải dùng cái phần mềm Winrar nghĩa là lén đấy. Thì sau này khi em nhận được nhá thì các em trong máy các em có cái phần mềm giải nén rồi thì rất là dễ dàng, còn chưa có thì chúng ta lên Google gõ chữ tải lén phần mềm giải nén Winrar thôi, là chúng ta tải về cài đặt trong máy, mà trong máy chúng ta nên có phần mềm đấy đúng không ạ, vì liên quan cái file nó rất là nhiều thì chúng ta nên giải nén gửi nó gọn mà nó giảm dung lượng. Thì các em cái cách đấy thì chúng ta mở ra nhá, còn trường hợp vẫn chưa làm được thì các em báo lại thầy, hoặc là chúng ta có thể ra quán photo thì chắc chắn họ có cái đấy để giải lén được rồi. Đấy là cũng chia sẻ tiện bạn Minh Nguyệt hỏi về tài liệu được chưa đấy, thì các em yên tâm như vậy, khi các em thực hiện việc đăng ký chuyển khoản thầy luôn thực hiện luôn, nghĩa là dù rất là bận nhưng mà hoàn thành cái việc cấp quyền các em vào lớp cũng như là gửi tài liệu cho các em nhé. Còn trong trường hợp chưa nhận được thì các em đừng quá nóng ruột, thầy sẽ gửi lại cho các em nhé, được chưa? Vâng, để chúng ta học hành đảm bảo cái tiến độ học tập. Quay lại cái câu trao đổi về điều 30 các em nhé, thì quy định về tranh chấp này liên quan đến việc ký kết thực hiện chấm dứt hợp đồng, thì người ta hỏi theo giải quyết được giải quyết theo quy định pháp luật nào, chúng ta nhớ là gì, pháp luật lao động các em nhé. Thì các em bôi đậm cho thầy là theo quy định của pháp luật lao động, được chưa? Cảm ơn các em. Các em rõ chưa nhỉ? Đó, thì điều 30 chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta bôi đậm cho thầy là theo quy định của pháp luật về lao động, các em nhé. Cảm ơn các em. Được chưa? Chúng ta đi tiếp vào điều 31 về việc bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp. Thì với viên chức ấy, người ta hỏi là điều 31 có mấy khoản? Đó thì các em trả lời cho thầy là gì? Trả lời là 4 khoản nhé, 4 khoản. Thì các em trả lời cho thầy là 4 khoản, được chưa? Và chúng ta thấy là rất rõ, đúng không ạ? Và người ta sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo, người ta hỏi là có mấy việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức thì thực hiện theo mấy nguyên tắc, A2, B3, C4, D5. Thầy xin mời các em, và các em xem giúp thầy là việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức thì thực hiện theo mấy nguyên tắc, A2, B3, C4, D5. Thì cái này chúng ta căn cứ vào khoản 1 của điều 31 các em nhé. Thầy xin mời các em chúng ta thử trả lời xem chúng ta sẽ chọn án nào đây. Và xin mời ạ. Vâng, xin mời các em. Nếu chúng ta căn cứ vào khoản 1 của điều 31 ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là có hai nguyên tắc em nhé, hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là gì? Khi mà viên chức làm việc ở vị trí việc làm nào thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương đương với vị trí việc làm đó, đúng không? Đây là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, và đấy như bạn Trần Hiền đưa ra là A là chính xác rồi. Bạn Lại Ngọc Ánh cũng vậy, đúng không ạ, mà thầy đang diễn giải ra giải thích cho các em. Nguyên tắc thứ hai là người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì sẽ có phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn đấy của chức danh nghề nghiệp đó. Và bạn Thùy Dương cũng vậy là A, đáp án chính xác rồi. Thế chúng ta nhớ cho thầy là hai nhá, bạn Ngọc Vũ cũng vậy, bạn Tạ Huyền cũng thế. Các em làm rất tốt đúng không ạ? Các em thấy hai nguyên tắc, bạn Lê Hiền cũng vậy nhá. Thì các em nhớ cho thầy hai nguyên tắc, và chúng ta bôi đậm là vị trí việc nào bổ nhiệm chức danh đấy, thứ hai liên quan đến đủ tiêu chuẩn được chưa của chức danh đó, được chưa? Là hai. Rồi. Chúng ta đi tiếp ạ, là việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thì được thực hiện thông qua hình thức nào? A. Thi tuyển, B. Xét tuyển, C. Thi tuyển hoặc xét tuyển, D. Cả ba đáp án trên đều sai. Thầy xin mời các em. Thầy xin mời các em ạ. Vâng, chúng ta làm và test luôn để giúp chúng ta nhớ được các nội dung, đặc biệt là liên quan tài liệu nhé. Chúng ta học biết cách thức các cái dạng câu hỏi.
Và xin mời các em làm câu hỏi tiếp theo thầy vừa đưa ra. Chúng ta xem là việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ấy, thì được thực hiện thông qua hình thức nào? A. Thi tuyển, B. Xét tuyển, C. Thi tuyển hoặc xét tuyển, D. Tất cả đáp án trên đều sai. Và bạn Trần Hiền đưa ra là C. Các bạn khác thì sao ạ? Thì xin mời các em. Và xin mời ạ. Và bạn Hoa Hoàng cũng là C, bạn Vân Nguyễn cũng vậy, đúng không ạ? Vâng. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Nhưng mà nội dung căn cứ ở khoản 2, đúng không ạ? Chúng ta thấy là khoản 2 điều 31 thì bằng nặng yêu cũng vậy. Thì chắc chắn chúng ta nhớ là gì, từ khóa thầy là thi hoặc xét, gọi là thi tuyển hoặc xét tuyển đấy. Cái này đúng không ạ? Giống như tuyển dụng vậy thôi, ta thấy nhá. Thì cái việc thay đổi chức danh nghề nghiệp là thông qua thi hoặc xét đấy, nó này nó giống với, nó liên hệ với nhau và sống với việc tuyển dụng viên chức. Và bạn Tạ Huyền cũng là C, chúc mừng các em. Đấy, được chưa? Như vậy là C là chính xác, chúc mừng các em. Và hỏi theo nguyên tắc nào? Là việc thay đổi chức danh nghề nghiệp này, đúng, đối với viên chức thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Thực hiện theo nguyên tắc nào? Chúng ta nhớ là cho thầy là một là gì? Bình đẳng, 2 công khai, 3 minh bạch, 4 khách quan, 5 là đúng pháp luật các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ cái hỏi việc thay đổi chức danh đối viên chức thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì thực hiện theo nguyên tắc nào? Nhớ 5 nguyên tắc: 1 là bình đẳng, đúng không? 2 công khai, 3 minh bạch, 4 khách quan, 5 là đúng pháp luật. Cảm ơn các em. Được chưa? Đó thì chúng ta thấy rất là rõ. Tiếp người ta sẽ hỏi là gì? Là liên quan đến việc viên chức đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp. Khi nào thì viên chức sẽ được đăng ký hoặc là xét thay đổi chức danh nghề nghiệp? Thì chúng ta nhớ là khi nếu viên chức là sao? Nếu đơn vị sự nghiệp có nhu cầu nhá. Đấy, khi có đơn vị sự nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện, mà chúng ta đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Đó thì nhớ là viên chức được đăng ký dự thi thay đổi chức danh nghề nghiệp khi mà gì? Mà đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu là điều kiện thứ nhất. Chuyện thứ hai là gì? Nếu mà viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Được chưa? Rồi khoản thứ tư, cái câu hỏi là đặt ra là cơ quan nào quy định về quy trình thủ tục thi hoặc xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức? Đấy, phân công phân cấp về tổ chức thi hoặc xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức thì chúng ta nhớ là 95%, đó chính là ta nhớ đáp án là chính phủ em nhá. Đấy, cơ quan nào quy định về quy trình thủ tục thi hoặc xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức thì chúng ta nhớ cho thầy đáp án là 95%, đó là đáp án là chúng ta nhớ chọn phương án là chính phủ em nhá. Tiếp là chúng ta thấy người ta hỏi tiếp là gì ạ? Là cơ quan nào quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp? Đấy. Rồi điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức thì chúng ta phải chọn 5% còn lại, đó là liên quan đến các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức, chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ các em nhá. Đấy, câu hỏi đặt ra là gì ạ? Cơ quan nào quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đúng không ạ? Điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức thì chúng ta chọn theo 5% còn lại, đó là gì? Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức, đúng không ạ? Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ thì chúng ta thấy rất rõ, bộ nào thì cũng có các đơn vị sự nghiệp công lập thì đều có viên chức của mình cả. Đấy, vì đơn vị sự nghiệp công lập chính là các trường, đúng không ạ? Các viện nghiên cứu, đúng không? Rồi các bệnh viện như trong ngành y chúng ta thấy đơn vị sự nghiệp công lập, đó chúng ta thấy nhá. Thì chúng ta nhớ đáp án. Như vậy điều 1 ta nhớ được chưa? Nhớ thầy là gì? Có 4 khóa, hai nguyên tắc, đúng không? Điều 31 có 4 khóa. Rồi hỏi có mấy nguyên tắc? Mấy nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chúng ta nhớ là 4 nguyên tắc, đúng không ạ? Rồi việc thay đổi chức danh thì thực hiện thông qua thi hoặc xét và theo 5 nguyên tắc. Việc thi xét này theo 5 nguyên tắc đó là bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đúng không? Nhưng còn việc viên chức sẽ được đăng ký dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp khi nào thì khi một là đơn vị có nhu cầu, đơn vị công lập có nhu cầu, hai là đủ điều kiện tiêu chuẩn, được chưa? Và cơ quan nào thì quy định về thủ tục thi hoặc xét thì nhớ là đáp án là chính phủ, nó chính là trong 95%. Câu hỏi về cơ quan nào quy định chọn đáp án chính phủ. Còn 5% còn lại khi câu hỏi là gì, chúng ta chọn là cơ quan các bộ, cơ quan ngang bộ, đúng không ạ? Được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực, quản lý viên chức chủ trì mà phối hợp với Bộ Nội vụ khi mà câu hỏi quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức em nhá.
Đó là ta xong ở điều 31, được chưa ạ? Chúng ta đi tiếp ở điều 32, đúng không ạ? Về thay đổi vị trí việc làm, đúng không ạ? Về thay đổi vị trí việc làm. Thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là khi nào thì viên chức có thể chuyển sang vị trí việc làm mới, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là gì? Đó là gì? Cũng gần giống như vừa rồi thay đổi chức danh ấy. Là một là gì? Khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu. Thứ hai là gì? Khi mà gì viên chức có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm đó, các em nhá. Đó, chúng ta thấy chưa? Hay hoặc là ra khi nào thì viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới, thì chúng ta chọn một là gì? Là khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu. Thứ hai là gì? Khi mà gì? Mà phải đảm bảo là viên chức nó có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm đó. Các em rõ chưa? Đó. Tiếp ạ, hỏi là việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu thì do ai quyết định, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Thì chúng ta phải trả lời là gì? Là do gì ạ? Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, hoặc là gì? Là cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Tại sao thế? Vì chúng ta thấy với người đứng đầu sẽ liên quan đến vị trí việc làm thiếu với viên chức không những chức vụ quản lý. Thế còn với các cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ quyết định với vị trí viên chức quản lý. Đấy, viên chức quản lý ở đơn vị sự nghiệp công lập chúng ta thấy rồi. Với ở trường chúng ta sẽ là phó hiệu trưởng, được gọi là viên chức quản lý, đúng không? Rồi trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn, đấy, tổ phó, nói chung tất cả những người có chức danh, chức vụ đấy, đúng không? Gọi là viên chức quản lý. Đấy là theo luật viên chức 2010. Còn sắp tới đến ngày 1 tháng 7 năm 2020, khi luật viên chức 2010 sửa đổi được có hiệu lực, thì chúng ta thấy là gì? Hiệu trưởng cũng chuyển thành viên chức quản lý. Trước đây thì chúng ta thấy hiệu trưởng sẽ là công chức, đúng không ạ? Thế còn từ sau ngày 1 tháng 7 2020 thì chúng ta nhớ là gì? Hiệu trưởng cũng là viên chức quản lý, các em nhá. Đấy, thì chúng ta tại sao là có việc mà phân đây là gì? Một là do người đứng đầu đơn vị công lập thì sẽ quyết định với các liên quan vị trí việc làm gì là viên chức không quản lý, còn với cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nghiệp thì sẽ quyết định với các vị trí viên chức quản lý, các em nhá. Đó thì thầy, và thực hiện theo nguyên tắc nào? Cái việc này thực hiện thay đổi vị trí làm theo nguyên tắc nào? Thì cái này nó giống như thay đổi chức danh nghề nghiệp ấy, thì chúng ta thấy là gì, cũng năm nguyên tắc đấy, chúng ta học có liên hệ với nhau thì chúng ta đưa vào một cái fix, đúng không, mix vào với nhau thì chúng ta thấy là gì, cũng là năm nguyên tắc: một là bình đẳng, hai công khai, ba minh bạch, bốn khách quan, năm là đúng pháp luật. Thế là ok, đúng không? Ta học một được hai luôn đấy, cho ta nhớ nhé. Là thực hiện việc thay đổi việc thay đổi vị trí làm này, đúng không, thì cũng thực hiện theo nguyên tắc là gì, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật, giống hệt luôn với chúng ta thấy việc thay đổi chức danh nghề nghiệp, các em nhá. Đấy, chúng ta học thế để nhớ, được chưa? Thế còn khoản 3 thì chúng ta không phải học, được chưa? Đó thì chúng ta nhớ chưa? Với điều 32 chúng ta học hai khoản. Khoản thứ nhất là chúng ta đến người ta hỏi khi nào thì viên chức có thể chuyển sang vị trí việc làm mới, thì chúng ta nhớ một là khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu. Thứ hai là gì? Viên chức phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của chức làm đó. Và cái người ta hỏi tiếp là gì? Cái việc lựa chọn viên chức vào vị trí làm thiếu này, còn thiếu thì do ai quyết định? Là nhớ là một là gì? Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp đối với viên chức không quản lý. Hai là gì? Cơ quan thẩm quyền sự nghiệp đối với viên chức giữ chức vụ quản lý. Và thực hiện theo nguyên tắc nào? Cái việc thay đổi vị trí việc làm này thì là bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật. Các em rõ chưa? Vâng, thế vậy chúng ta xong cái mục 3 này rồi nhá. Các em thấy rõ về việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm viên chức. Thì mục 3 này chỉ có hai khoản thôi. Ok chưa ạ? Hai điều, và hai điều, điều 31 và điều 32, được chưa ạ? Chúng ta đi vào mục thứ tư trong chương 3. Chúng ta biết là chương 3 có 7 mục các bạn. 7 mục và 27 điều, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy luật viên chức là có 62 điều, thì riêng chương 3 này là có 27 điều, gần chiếm một nửa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy chương 3 cũng là chương có nhiều câu hỏi nhất, và thấy mà dồn vào đây nhất, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng học nhá. Chúng ta đi vào mục 4. Nằm trong 7 mục của chương 3, đó là mục về tên có tên là đào tạo bồi dưỡng. Thì ở điều 33, các em nhá, nó có tên là chế độ đào tạo bồi dưỡng viên chức. Thì câu hỏi đặt ra là gì? Điều 33 có mấy khoản? Thầy đưa ra các em nhá. A 2, B 3, C 4 và D 5. Thầy xin mời các em để trả lời câu hỏi về điều 33 nhá, các em nhá. Xin mời các em ạ. Vâng, chào bạn Vàng Thị Di, học viên cũ của thầy, đúng không ạ? Và ở Lào Cai, đúng không ạ? Vâng. Em có khỏe không? Và lần này công việc thế nào ạ? Vâng. Và xin mời các em trả lời. Bạn Đặng Yêu là C, đúng không ạ? Các bạn khác thì sao ạ?
Bạn Trần Hiền là C. Bạn Lan Ngọc Ánh là C. Bạn Minh Nguyệt là C. Còn các bạn khác thì sao? Chúng ta còn 20 giây nữa cho các bạn. Còn lại ạ. Vâng, bạn Lê Hiền là C. Vâng, đấy, học phải bị tàu hỏa nhập ma, nhắm mắt là ra luật đúng không? Vâng, thế là tốt, ra luật là được rồi. Nhắm mắt không nhớ không, người khác là được, cứ ra luật là ok. Vâng. Đấy, chúng ta học là phải sự tập trung như thế nhá. Cái gì để có kết quả nó đều phải tập trung cao độ. Học các cái dạng thi trắc nghiệm này các em thấy là nó khó ở cái việc nó câu hỏi rất lắt nhắt, nó chi tiết, nó nhỏ, rất là nhỏ mà hỏi rất là chi tiết như vậy, thì các em cố gắng sơ đồ hóa qua các dạng thầy đã chia sẻ về các từ khóa, các em sơ đồ hóa theo các chương nhá là tốt nhất, chi tiết bôi đậm các cái từ khóa mà thầy đã nhắc, và chúng ta học rồi làm bộ đề, làm đi làm lại, nghe đi nghe lại các bài giảng của thầy để chúng ta làm sao mà làm sao để cố gắng để nhớ được đấy. Và đấy, bạn vàng thì gì là vào chúc mừng em đã đỗ viên chức và luật là đỗ được 69 câu ở 59 câu, 59 trên 60, quá cao thủ đúng không ạ? Sát thủ đầu mừng mủ đúng không ạ? Và chúc mừng em một lần nữa nhá. Rất tuyệt vời. Chúc em bị cũng bước sang năm mới rồi. Chúc em mọi điều may mắn và thành công hơn nữa trong công việc của mình, trong nghề nghiệp, chiều và truyền thụ nhiều kiến thức đúng không ạ? Nhìn năng con chữ tới các em ở trên Lào Cai. Các em có thể trên đấy cũng rất là khó khăn hơn các bạn dưới này. Nhưng mà thầy rất là khâm phục đúng không ạ? Cái tinh thần ý chí rất là tuyệt vời, đam mê với nghề nghiệp. Cái đấy là ngay bản thân thầy cũng phải nhìn đó, phải học tập cố gắng hơn đúng không ạ? Vâng, em bạn này là tiếng Hàn Quốc nhưng mà khó quá và chưa có lịch thi. Và hôm trước thầy đưa cấp quyền em vào lớp mà thầy cũng đưa rất là mãi thời gian mãi mới hiển thị lên chút của em được. Và thì đây em nói là chắc Hà Nội đúng không, vì nhiều thời gian lớp thầy dạy nhiều lớp cũng có thể nhớ hết được. Và đây em tiếng Hàn Quốc thì thầy cũng không biết được nó là Kim Sang Won Kitehi hay cái gì đấy đúng không? À, cũng khó quá. Và thì lịch thì chắc là chúng ta với Hà Nội chúng ta có lịch thi rồi đúng không? Và chúng ta thấy là sau mùng 9 tháng 2 từ mùng 10 đến 16 tháng 2 đúng không? Thi liên quan đến đợt vòng 1 đúng không? 29 tháng 2 chúng ta thi vòng 2 rồi. Nếu Hà Nội là có lịch thi như thế rồi em. Thế còn Quảng Ninh thì chúng ta thấy là với viên chức khác ấy, viên chức là các đơn vị sự nghiệp về văn hóa thể thao ấy, thì chúng ta là vào ngày mùng 4 tháng 1 đúng không ạ? Mùng 5 tháng 1. Còn các bạn viên chức giáo dục thì là mùng 8 tháng 1. Vâng. Được chưa ạ? Vâng, thì quay lại các em đáp án ở đây chúng ta chọn là C là 4 là chính xác nhá. Điều 33 4 quả và thầy sẽ trao đổi từng nội dung như sau, đúng không ạ? Thứ nhất người ta hỏi là gì? Cái việc đào tạo bồi dưỡng này. Em tên Tuyết. Vâng, đấy thì dễ nhá. Đấy thì em để này thì thầy dễ rồi, thế em thi ở đâu? Đó, vì thú thực là thầy cấp quyền cho em rất ấn tượng, hôm nay thầy chưa quên vì nhiều địa phương thi quá. Vâng, nếu ở Hà Nội là có lịch thi rồi nhá, đấy thầy đã nhắc đấy là vòng 1 chúng ta em ở Sài Gòn, vâng, phỏng vấn Sài Gòn nhớ rồi, ok thầy hiểu rồi. Vâng, đấy cũng có một số bạn nè, nhưng vừa rồi ở các bạn ở Bình Định cũng vậy, cũng liên quan đến phỏng vấn thì thầy cũng sẽ kế hoạch dạy riêng cho các em, mà nó sẽ hơi khác với các bạn thi trắc nghiệm hoặc là thi viết rồi. Ok em, đấy thì em nói tên là Tuyết để dễ nhớ, rồi cho em dùng chữ Hàn Quốc này khó quá. Vâng. Rồi, cảm ơn Tuyết. À, quay lại chúng ta thấy ở đây là gì ạ? Là về chế điều 33 là có 4 khoản các em nhá. Thầy đang nói là cái việc đào tạo bồi dưỡng này thực hiện đối viên trước khi nào? Thì chúng ta nhớ tất cả bôi đậm cho thầy là từ trước khi nhá. Từ khóa chúng ta nhớ là trước khi, được không? Trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, rồi thay đổi chức danh nghề nghiệp, đúng không ạ? Hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp các em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ, được chưa? Nghĩa là trước khi, nó hỏi là việc thay đổi, việc đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thực hiện khi nào, thì ta nhớ là từ trước khi gì? Trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, trước khi thay đổi chức danh nghề nghiệp, đúng không? Hoặc nhằm gì? Bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, các em nhá. Tiếp người ta hỏi là gì ạ? Là có nội dung chương trình, đúng không ạ? Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải căn cứ vào đâu, đúng không? Thì chúng ta nhớ là gì? Thứ nhất là căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý. Thứ hai là gì? Chức danh nghề nghiệp. Thứ ba là yêu cầu bổ sung cập nhật kiến thức kỹ năng hoạt động nghề nghiệp các em nhé. Đấy, nội dung chương trình, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo, bồi dưỡng đối viên chức thì phải căn cứ vào đâu, thì nhớ là nhất là gì, vào tiêu chuẩn chức vụ
2 là chức danh nghề nghiệp, 3 là yêu cầu bổ sung cập nhật kiến thức và kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp, được chưa? Tiếp theo họ hỏi là gì, có mấy hình thức đào tạo bồi dưỡng với viên chức, thì chúng ta phải trả lời là 3 nhé, 3 hình thức. Một là gì? Đấy, nó bám sát vào nội dung trình chúng ta vừa hỏi căn cứ ấy, đúng không? Các em ấy học là nó giống nhau luôn, đúng không? Đấy, hỏi về hình thức, hình thức này nó bám đúng vào căn cứ luôn, đúng không? Căn cứ về vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý thì đào tạo bồi dưỡng theo chức vụ quản lý. Căn cứ về gì? Chức danh nghề nghiệp thì là gì? Đào bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đúng không? Cái căn cứ mà yêu cầu bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp thì đấy là C là gì? Bồi dưỡng nhằm bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. Đó thì nó thấy rất rõ nhá. Thì thấy ba hình thức bồi dưỡng viên chức như thầy đã chia sẻ với các em, được chưa? Tiếp theo câu hỏi đặt ra là gì ạ? Cơ quan nào quy định chi tiết nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành lĩnh vực được giao quản lý? Thì cái này quy định này chúng ta thấy người ta đã nêu bật là trong ngành lĩnh vực thì chắc chắn là gì, phải do các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước, đúng không? Về các lĩnh vực hoạt động của viên chức thì sẽ quy định việc này, thì không thể là chính phủ được. Cái này chúng ta đấy là đấy quy định về chương trình, hình thức, thời gian đào tạo bồi dưỡng nào với viên chức làm việc trong ngành lĩnh vực được giao quản lý thì chắc chắn là phải là các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước, đúng không? Đấy thì 5% còn lại em nhé, được chưa? Đấy là điều 33 thì các em nhớ cho thầy là gì, nó có 4 khoản, đúng không ạ? Và đào tạo bồi dưỡng thực hiện khi nào, chúng ta nhớ có từ trước khi là bổ nhiệm chức vụ, thay đổi chức danh là nhằm bổ sung cập nhật kiến thức. Và chúng ta thấy là cái nội dung chương trình này, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo bồi dưỡng căn cứ vào đâu thì căn cứ vào 3 cái, đúng không ạ? Một là gì, tiêu chuẩn chức vụ quản lý, hai chức danh nghề nghiệp, ba yêu cầu bổ sung cập nhật kiến thức. Và ba cái căn cứ này cũng là gì, ba hình thức căn cứ để đào tạo bồi dưỡng viên chức, đó là đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng nhằm bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp, đúng không? Và nữa là chúng ta thấy cơ quan nào mà quy định chi tiết nội dung và chương trình, hình thức, thời gian đào tạo bồi dưỡng viên chức liên quan đến trong liên chức trong ngành lĩnh vực của mình thì chắc chắn là các bộ, cơ quan ngang bộ rồi. Các em rõ chưa? Đây là xong điều 33. Chúng ta đi vào điều 34 là trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng viên chức, đúng không ạ? Thì câu hỏi người ta hỏi là cơ quan nào, đúng không, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức, hoặc cơ quan nào có trách nhiệm đào tạo điều kiện để viên chức được gì ạ, tham gia đào tạo bồi dưỡng, thì chúng ta đều trả lời nó là gì, đơn vị sự nghiệp công lập. Em nhé, hai ý đều tập trung về để trả lời là đơn vị sự nghiệp công lập, đó là cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng với viên chức. Tiếp là cơ quan nào có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo bồi dưỡng thì vẫn quy về là gì, là đơn vị sự nghiệp công lập, được chưa? Tiếp theo người ta hỏi là gì, kinh phí đào tạo bồi dưỡng viên chức thì có mấy nguồn, hay là có mấy nguồn cho việc cho kinh phí đào tạo bồi dưỡng viên chức, A2, B3, C4 và D5, thì xin mời các em. Xin mời các em ạ. Chúng ta xem có mấy nguồn kinh phí cho việc đào tạo bồi dưỡng viên chức. Đấy, đúng không? A2, B3, C4, D5, thì xin mời các em. Chúng ta có 60 giây, thì xin mời các em. Xin mời ạ. Cái này chúng ta căn cứ vào khoản 3 của điều 34 em nhé, là chúng ta trả lời được thôi. Thì xin mời các em ạ. Và xin mời ạ. Và bạn Trần Hiền là A, là 2, 2 căn cứ đúng không? À, 2 nguồn. Và các bạn khác thì sao ạ? Và ngoài bạn Trần Hiền ra còn ai nữa không? Nếu ta thấy rất rõ câu này chúng ta phải trả lời là gì? Thấy người ta nói khoản 3 là kinh phí đào tạo bồi dưỡng viên chức là, một là gì? Do viên chức. Hai, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Và ba là các nguồn khác bảo đảm. Như vậy chúng ta thấy là có 3 nguồn kinh phí cho đào tạo bồi dưỡng viên chức. Các em rõ chưa? Một là gì? Là do viên chức. Hai là nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Và ba là gì ạ? Là các nguồn khác bảo đảm. Như vậy đó là B, nên là chính xác. Đấy, như bạn em chào bạn Bạch Huệ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là có 3 nguồn các em nhé, chứ không phải là A, là 2 nguồn, được chưa? Đó. Nếu mà 2 nguồn thì sau này chúng ta học trong cái nghị định 29 các em nhé. Còn đây theo cái luật viên chức 20 là có 3 nguồn, em rõ chưa? Tiếp theo chúng ta đi vào điều 35 là trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo bồi dưỡng các em nhé.
À, vâng, thì em bận con nhỏ thì bạn Văn Minh không sao cả. Ở đây thì thầy dạy đa số chúng ta đang trong độ tuổi có con nhỏ, đúng không ạ? À, thì chúng ta đây là hình thức online rất thuận tiện cho các em là học xong video lưu lại. Quan trọng nhất là các em đấy, em theo dõi lại, có kế hoạch để học, đúng không? Đấy, chúng ta bài giảng là có sẵn rồi, nó giống như cái kho YouTube rồi, đúng không? À, chúng ta quan trọng nhất là dành thời gian, mỗi bài giảng thầy đã ghi rồi, nó học về cái gì, đúng không? Từ khóa của điều nào, chương nào, luật nào, rồi chữa đề từ câu bao nhiêu của luật nào, chương nào rồi. Thì rất mong các em chúng ta là biết tận dụng cái kênh này nhá. À, học nó hiệu quả nhất là rất phù hợp với các em bận rộn và các em có con nhỏ, được chưa? Thầy nghĩ là không không thể khác hơn được, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ nhá, chúng ta cố gắng, bạn Văn Minh nhá, cố gắng lên. Em và bạn nữa đúng không? Không nhầm, đăng ký hai bạn. À, chúng ta cố gắng động viên nhau học. Thầy nói đây là cơ hội của chúng ta. Đấy, chúng ta đợt này là thi tuyển dụng, à, chúng ta thấy là gì là trước được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 rồi. Thì chúng ta tận dụng để làm sao được có cơ hội nhá, chúng ta được ký hợp đồng không sợ thời hạn, gọi là biên chế suốt đời. Hơn nữa là chúng ta vào đợt này các em được được lợi kép nữa, là chúng ta thấy là theo đề án của chính phủ từ 2021 thực hiện cái vị trí việc làm ấy, là lương chúng ta sẽ thay đổi nhá, mức lương sẽ cao hơn rất nhiều khi mà chúng ta là giáo viên hợp đồng. Thì chúng ta cố gắng nhá. À, thì chúng ta cố gắng lên nhá, là cùng động viên nhau, và thầy mong chúng ta tạo thành một cái group như này, động viên nhau học đấy. Như trước đây lần một đấy, Hà Nội tạo một cái group học, thậm chí là mọi người là gì, mọi người bảo thầy, vì thầy hay có thói quen là làm việc đến khoảng 11 giờ 11 rưỡi xong 3 rưỡi dạy học đấy, mọi người tạo một cái group là gì, cứ 3 rưỡi là thầy boom tin nhắn là các bạn dạy học đấy. Chúng ta cố gắng nhá, đấy, thì chúng ta phải quyết tâm nhá, Nguyễn Thị quyết tâm lên nhá, nắm bắt lấy cơ hội này, được chưa? Vào đợt viên chức này nó giúp chúng ta thay đổi rất nhiều đấy, một cái cơ hội rất lớn của cuộc đời chúng ta, được không ạ? Vâng, thì bây giờ chúng ta đi tiếp điều 35 về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng. Đấy, người ta sẽ hỏi là gì, là viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh gì, điều gì, đúng không? Chấp hành điều gì đấy, là nghiêm chỉnh về quy chế đào tạo bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo bồi dưỡng em nhá. Đấy, và nhớ là viên chức đào tạo phải phải chấp hành điều gì, nhớ là chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, không, đào tạo bồi dưỡng và sự quản lý của đơn vị sự nghiệp lao động, nghĩa là có hai cái chấp hành em nhá. Thứ hai là người ta hỏi là gì ạ, viên chức được cử đi tham gia đào tạo bồi dưỡng thì được hưởng những gì, thì chúng ta nhớ là hưởng về tiền lương, về phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự công lập. Đấy là cái thứ hai. Thứ ba là thấy nữa là gì, là thời gian đào tạo rồi bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục được xét nâng lương. Đấy thì các em đi thi nhớ là đây là tiền lương nhá, họ sửa thành tiền thưởng là không đúng nhá, học này không có tiền thưởng, họ nói ta sửa thành gì? Phụ cấp thành trợ cấp là không đúng, trợ cấp là dành cho những đối tượng chúng ta thấy là thôi việc, nó nghỉ hưu, đúng không ạ? Và thì chúng ta thấy, và Mạnh Huệ ở lần trước thi 5 năm trên 60, và thì lần này chúng ta thi tiếp, đúng không? Thì thầy sẽ cố gắng đồng hành với em, các bạn đã cùng cố gắng làm sao để đạt điểm cao nhất. Và bạn Mai Tiết rất là tuyệt vời, thủ khoa đây đúng không ạ? Và thi thoảng dù đỗ cả hai vòng, và ok, chúc mừng em một lần nữa nhá, cũng chuẩn bị bước sang năm mới rồi. Thầy chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc riêng em là sao luôn mà sức khỏe rồi đam mê với nghề nghiệp và đạt rất là nhiều thành công trong nghề nghiệp của mình, đúng không ạ? Và cảm ơn bạn Mai Tuyết, bạn Bạch Huệ. À, chúng ta thấy nhá, chúng ta cố gắng, đây là những cái bạn mà đã học thầy đã được những kết quả rất là tốt, chúng ta cố gắng là sao gọi là lấy tấm gương. Đấy, thầy không nhầm như bạn nhắc lại bạn Mai Tuyết là thủ khoa của Quảng Ninh như sao, và thầy nhận nhớ trước khi bạn trúng tuyển thầy báo cho thầy. Và thì chúng ta tiếp tục, chúng ta nhớ nhá, thì thầy dặn là chúng ta nhớ là được hưởng tiền lương chứ họ sửa thành tiền thưởng là không đúng, rồi nhớ là phụ cấp chứ không phải trợ cấp, trợ cấp là dành hưu trí rồi chúng ta thấy cho thôi việc, được chưa? Đấy thì các em nhớ những cái dặn của thầy, họ đã sửa như thế nhá. Tiếp theo là viên chức được đơn vị sự nghiệp lập cử đi đào tạo, nếu đơn phương chưa hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc thì phải làm sao? Thì chúng ta nhớ bôi đậm là phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của chính phủ em nhá. Đấy, phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của chính phủ em nhá. Đó thì chúng ta thấy, vâng, cảm ơn bạn Mai Tuyết, được chưa? Thì chúng ta thấy là với câu hỏi là viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc thì phải làm sao? Thì phải làm gì? Đền bù chi phí đào tạo theo quy định của chính phủ các em nhé. À, như vậy thì đã xong trao đổi các em phần nội dung điều 35, cũng là điều cuối của cái mục 4 các em nhé, liên quan về đào tạo bồi dưỡng, nó quy định từ điều 33 đúng không ạ, đến điều 35, được chưa? Thì chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào mục 5 về biệt phái, bổ nhiệm miễn nhiệm,
đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là quy định đầu tiên là điều 36 về biệt phái viên chức, thì chúng ta thấy là gì ạ? Đầu tiên là khái niệm các em nhé, khái niệm người ta hỏi là gì ạ, là biệt phái viên chức là gì, thì các em nhớ bôi đậm cho thầy là cái từ khóa là gì, là gì, là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử, các em bôi đậm từ được cử, chứ họ thành được giao, được luân chuyển thì không đúng các em nhé, được cử hay được phân công không đúng mà được cử. Đấy, đi làm việc cơ quan đơn vị khác, cơ quan tổ chức đơn vị khác, nó phải đảm bảo cả cơ quan tổ chức đơn vị, được chưa? Và nhớ là trong một thời gian nhất định, đấy, các cần nhớ bôi cho thầy là gì, đấy, đơn vị sự nghiệp công lập này được cử nhá, chứ không phải được giao, được luân chuyển, đúng không? Đấy, thì là nhớ được cử, được chưa? Hay là được biệt phái, là thấy đang khái niệm biệt phái này, tưởng là chọn biệt phái, nhưng mà nhớ là được cử, đấy, trong luật thì nó phải chuẩn các em nhá. Đấy, và chúng ta nhớ nữa là gì, trong một thời gian nhất định. Vào thời gian nhất định thì thầy sẽ tiện hỏi các em luôn là người hỏi là gì, thời gian cử biệt phái đối với viên chức nào bao lâu, a 35, b không quá 3 năm, c 5 năm, d không quá 5 năm. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Cái này thì chúng ta sẽ căn cứ vào khoản 2 của điều 36 các em nhé. Vâng. Và bạn Hoàng Yến chọn là B. Các bạn khác thì sao? Và bạn Trần Hiền là B. Và lại Ngọc Ánh là B. Và các bạn và bạn Nguyễn Thị Dung cũng vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất rõ, và bạn Nặng Yêu lại chọn A là 35 thôi, đúng không? Không có từ không quá. Thì chúng ta thấy đối chiếu vào khoản 2 của cái điều 36, chúng ta thấy là nó là thời gian, thời hạn cử biệt phái, nghĩa là đối viên chức là không quá 3 năm các em nhá. Đấy, khi câu hỏi người ta hỏi không quá thì chúng ta mới chọn 3 năm. Người ta hỏi là thời gian biệt phái đối viên chức là bao lâu, thì nghĩa là không có từ không quá thì chúng ta phải chọn đáp án là gì? Không quá 3 năm. Đấy, như bạn Bạch Huệ và các bạn khác, bạn Tuyết cũng vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ cho thầy nhá, là không quá 3 năm, được chưa ạ? Được chưa ạ? Tiếp là gì ạ? Vâng, đấy bạn Dương Quỳnh đấy, nên viết ra thế là rất tốt, đúng không ạ? Là gì? Tiếp là gì? Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan nào? Chúng ta nhớ phải chọn đáp án là gì ạ? Là cơ quan tổ chức đơn vị nơi cử đến. À, bạn Hoàng Yến, lớp Quảng Linh chúng ta ở nhóm kia nhá. Thì nếu lớp Quảng Linh thì em nhắn lại tin nhắn cho thầy để thầy cấp lại quyền cho em sang nhóm của Quảng Linh thì chúng ta để chúng ta học nhá, để cho nó phù hợp hơn. Vì Quảng Linh thì nếu mà em là viên chức giáo dục thì mùng 8 thi và mùng 1 này thì có giới hạn. Thế còn các bạn em thi Quảng Linh mà gọi là viên chức khác đấy, của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh đấy, của lĩnh vực thể thao văn hóa đấy, thì hoặc là y tế đấy, thì chúng ta ta có giới hạn rồi, 4 văn bản, đó là luật viên chức 2010, nghị định 27 về xử lý viên chức, kỷ luật viên chức và một hoàn trả với viên chức ấy. Rồi nghị định 29, đúng không, về hướng dẫn tuyển dụng sử dụng viên chức, và nghị định 161 ấy, thì là có giới hạn. Bạn đối với viên chức giáo dục thì theo quy định của Sở Nội vụ là mùng 1 này có giới hạn em nhá. Thì nếu Hoàng Yến ở em học Quảng Ninh thì vui lòng nhắn tin lại để thầy cấp lại quyền để chuyển sang đó để học nó phù hợp, được chưa? Được chưa? Còn bạn nào ở trong lớp này mà ở nhóm Quảng Ninh không thì xin mời chúng ta chuyển sang nhá. Thì thầy lưu ý luôn thì các em với các bạn mà trước mà đã đăng ký học thầy rồi mà bây giờ các em mong muốn học tiếp, thầy cũng rất là tạo điều kiện nhá. Chúng ta đang học điều kiện liên quan đến kinh phí thì chúng ta thầy sẽ giảm 50% học phí cho các em nhá. Thì cũng không gì khó khăn quá, chúng ta cố gắng nhá, cùng chia sẻ, được chưa? Thì chúng ta đi vào nội dung điều cái khoản 5 của điều 36 là viên chức được cử biệt phái đến miền núi, chúng ta đến vùng sâu vùng xa, thì họ sẽ hỏi là đối tượng nào hay viên chức nào khi mà gì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của chính phủ. Đấy, viên chức nào đấy liên quan biệt phái đấy đó, sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chính phủ. Thì nhớ là đối tượng là viên chức được cử biệt phái đến miền núi này, biên giới hải đảo này, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn các em nhé. Thì chúng ta nhớ là đối tượng như vậy là viên chức cử biệt phái miền núi này, đúng không, biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện khó khăn, thì được hưởng chính sách hỗ trợ của chính phủ, theo quy định chính phủ về tiền lương, về phụ cấp, về nhà ở hỗ trợ. Đấy, chúng ta thấy đấy, các bạn công tác ở miền núi thì rất là vất vả, chúng ta thấy, đúng không ạ? Thì nhà nước cũng có những chính sách để hỗ trợ, được chưa ạ?
Tiếp là nội dung thứ 6, khoản thứ 6 bạn sẽ có câu hỏi là gì? Hết thời gian biệt phái thì viên chức sẽ được bố trí như nào? Thì chúng ta nhớ là gì? Sẽ được trở về đơn vị cũ công tác các em nhá. Hết thời hạn biệt phái thì viên chức được bố trí như nào? Chúng ta nhớ là gì? Là gì? Trở về đơn vị cũ, gọi là trêu là nối cũ ta về, em rõ chưa? Và tiếp hỏi là ai sẽ là người có trách nhiệm tiếp nhận bố trí việc làm cho viên chức khi hết thời hạn biệt phái? Thì chúng ta nhớ là gì? Sẽ là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập các em nhá. Đấy thì chúng ta nhớ là như vậy, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ có trách nhiệm là gì? Bố, nghĩa là có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái, được chưa? Tiếp là khoản 7. Đấy, vẫn là liên quan đến viên chức nữ của chúng ta. Đó, chúng ta nhớ một điều là không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi em nhá. Đấy, còn câu hỏi thì tôi hỏi ngược lại này, được biệt phái đối với viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con bao nhiêu tháng tuổi? Nếu mà được thì sẽ phải là đáp án là chọn là trên 36 tháng tuổi. Còn không được thì sẽ là gì? Dưới 36 tháng tuổi các em nhá. Đấy, nó có hai dạng như vậy, được chưa? Nghĩa là thấy là ở điều 36 này có 7 khoản. Đấy, người ta hỏi điều 36 đó đúng không? Quy định về biệt phái viên chức có mấy khoản thì các em trả lời cho thầy là 7 khoản. Với từng nội dung như thầy nói là cái khoản 1 nói về khái niệm của viên chức thì chúng ta nhớ là cái từ khóa đơn vị sự nghiệp này được cử. Đấy, làm việc cơ quan ở trên đơn vị khác và trong thời gian nhất định. Và nhớ ai sẽ là người quyết định việc khái viên chức thì chúng ta phải trả lời là một là gì? Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, các em nhá. Là đối với viên chức không quản lý. Hai là gì? Hoặc là cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức là đối với viên chức quản lý. Đấy, chúng ta nhớ ý một là như vậy. Ý thứ hai là về hỏi về thời gian cử biệt phái thì chúng ta nhớ là gì? Không quá 3 năm. Thế còn khi là viên chức được cử biệt phái thì chịu sự phân công công tác của cơ quan, chúng ta nhớ là được cơ quan tổ chức chịu sự phân công tác của cơ quan tổ chức đơn vị nơi cử đến, được chưa? Và chúng ta thấy là trong thời gian biệt phái thì viên chức được có trách nhiệm được bảo đảm về gì? Nghĩa là bảo đảm về tiền lương các em nhá, về tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Đấy, chúng ta thấy là cái khoản 4 chúng ta cần nhớ. Còn khoản 5 chúng ta cần nhớ là với những viên chức mà được gì cử đến biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện thế hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định chính phủ. Còn khoản thứ 6 chúng ta cần nhớ đó là gì? Hết thời hạn biệt phái thì sao? Chúng ta phải trả lời là gì? Viên chức được bố trí như thế nào? Thì nhớ là gì? Trở về đơn vị công tác. Và ai sẽ là người có trách nhiệm tiếp nhận bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái? Thì chúng ta nhớ là gì? Đó là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, các em nhá. Đấy, thì chúng ta nhớ như vậy. Khoản 7 thì có hỏi là không thực hiện biệt phái viên chức đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới bao nhiêu tháng tuổi, là nhớ là dưới 36 tháng tuổi. Còn hỏi là được biệt phái viên chức đang mang thai nuôi con bao nhiêu tháng, đã nhớ là gì? Trên 36 tháng các em nhá. Chúng ta nhớ với 7 khoản của điều 36 về biệt phái viên chức. Tiếp theo, điều 37 về bổ nhiệm viên chức quản lý thì họ sẽ hỏi là gì? Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu? Đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy là một, căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp lập. Hai là tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý. Ba là gì? Theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục các em nhá. Đấy, hỏi là được bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu? Thì chúng ta nhớ một là gì? Nhu cầu của đơn vị sự nghiệp lập. Hai, tiêu chuẩn điều kiện chức vụ quản lý. Ba là theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục, được chưa? Tiếp mà hỏi là gì ạ? Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp lập thì viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm qua thời hạn là bao lâu? A 5 năm, B không quá 5 năm, C 10 năm, D không quá 10 năm. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em. Với nội dung câu hỏi này thì chúng ta thấy là căn cứ vào khoản 2 của điều 37. Vâng, bạn Bạch Huệ rất nhanh chọn là B, đúng không ạ? Bạn khác ạ? Vâng, ngoài bạn Huệ ra các bạn khác có trả lời không ạ? Xin mời các em. Và bạn Trần Hiền cũng là B, không quá 5 năm. Và bạn An Phương cũng vậy, đúng không ạ? À, An Phương là thành viên mới hôm nay với vào lớp, đúng không ạ? Bạn Thủy Dung B, Đại Ngọc Ánh là B. Vâng. Bạn Đại Ngọc Ánh là cùng nhóm với bạn Vũ Ngọc đó. Vâng, bạn có tên là nick Facebook. Vâng, Ngọc Vũ, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta thấy là chính xác, bạn Dương Quỳnh là B. Thì chúng ta thấy là căn cứ vào khoản 2 của điều 37 rất rõ rồi. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp lập thì viên chức chức quản lý được bổ nhiệm qua thời hạn không quá 5 năm em nhá. Là B, được chưa? Chúc mừng các em. Tiếp theo thì chúng ta thấy là gì?
hoặc là trong thời gian giữ chức vụ quản lý viên chức được hưởng gì, thì nhớ được hưởng phụ cấp quản lý, được chưa? Rồi được tham gia hoạt động nghề nghiệp, đấy, theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được hai cái trong thời gian chức vụ quản lý, thì nhất là họ được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý, thứ hai được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp em nhé. Tiếp hỏi là gì? Khi viên chức mà quản lý ấy, hết thời hạn giữ chức quản lý thì phải làm sao? Thì chúng ta nhớ là phải gì? Phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại, được chưa? Đấy, nó hai trường hợp. Đấy, khi viên chức quản lý hết thời hạn mà giữ chức vụ quản lý thì phải làm sao? Nhớ là phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Thế còn trường hợp mà hỏi là trường hợp không được bổ nhiệm lại thì cơ quan nào sẽ có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ viên chức? Thì chúng ta nhớ bổ nhiệm vào thầy là cái gì? Cơ nghĩa là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các em nhé. Đấy, bổ nhiệm cho thầy từ cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, được chưa? Tiếp theo ở khoản 4 chúng ta thấy là gì? Họ hỏi là gì ạ? Viên chức quản lý được bố trí sang việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý, đấy, quản lý mới đấy, thì chúng ta bổ nhiệm là gì? Thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đương nhiệm em nhé. Đấy, hỏi là gì? Là viên chức quản lý được bố trí sang việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì làm sao? Thì chúng ta nhớ bổ nhiệm là gì? Đương nhiên thôi chứ quản lý đang đương nhiệm. Tuy nhiên có trường hợp được giao kiêm nhiệm, đúng không các thầy? Tiếp vào khoản 5 chúng ta cần nhớ là người ta hỏi là gì? Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý do ai quyết định, đúng không? Thì chúng ta nhớ là gì? Bổ nhiệm là gì? Do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định, đúng không? Và hoặc là gì? Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ là có hai. Một là gì? Do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định, đúng không? Hai là gì? Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý, được chưa? Khoản 6 thì chúng ta thấy rất dễ rồi. Câu hỏi đặt ra là gì ạ? Cơ quan nào quy định chi tiết về việc bổ nhiệm viên chức quản lý? Cơ quan nào quy định chi tiết về bổ nhiệm viên chức quản lý? Chúng ta nhớ 95%, đúng không? Thì đáp án chắc chắn là phải là chính phủ. Đấy, trường hợp là 95%. Thì thầy nói 95% chúng ta biết là gì? Đó là chính phủ rồi. Còn căn cứ trong luật nó chính là khoản 6 của điều 37 em nhé. Chúng ta đi tiếp ở điều 38 về việc xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý. Thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Người ta hỏi là gì? Là viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm trong mấy trường hợp, đúng không? Trong mấy trường hợp? A là 2, B 3, C 4 và D 5. Thầy xin mời các em. A2, C3, B3, C4 và D5. Thì xin mời các em xem có mấy trường hợp mà viên chức quản lý có thể xin thôi chức vụ hoặc miễn nhiệm các em nhé. Và xin mời các em ạ. Và bạn Trường Hiền là C. Bạn khác thì sao? Cái này chúng ta căn cứ khoản 1 của điều 38 và bạn Nguyễn Thị Dung cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây là có 4 trường hợp rất rõ, đúng không ạ? Một là không đủ sức khỏe, cái này thì nhiều lắm, đúng không ạ? Hai là không đủ năng lực uy tín thì ít ai nhận lắm, đúng không ạ? Ba là theo yêu cầu nhiệm vụ thì cũng rất là nhiều. Thứ tư là gì? Theo vì lý do khác, đúng không ạ? Chúng ta nhớ là có 4 trường hợp mà viên chức, 4 trường hợp viên chức là gì? Có thể xin thôi chức vụ hoặc là được miễn nhiệm. Đấy, vâng, bạn Huệ cũng đưa ra là C, xin là 4 trường hợp các em nhá. Đấy, một là không đủ sức khỏe thì rất nhiều. Hai thì không đủ năng lực uy tín, đúng không? Ba là theo yêu cầu nhiệm vụ và bốn là vì lý do khác, đúng không ạ? Đó. Tiếp tục ạ. Ý hai và bạn Dương Quỳnh đưa ra là ghi 4 trường hợp là rất tốt rồi. Ý hai là hỏi là viên chức quản lý xin thôi chức quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi chức vụ quản lý thì phải làm sao? Thì chúng ta bôi đậm là gì? Vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Kem nhá, vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp mà gì? Chưa được người đứng đầu hoặc là cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi chức vụ thì làm sao? Viên chức quản lý này vẫn phải tiếp tục các em nhá thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mình, được chưa? Tiếp theo hỏi là gì? Viên chức sau khi được thôi chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm thì chúng ta thấy là sẽ được ai bố trí vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ viên chức? Thì các em bôi đậm cho thầy là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, chúng ta thấy vai trò của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là rất quan trọng các em nhá. Đấy, hoặc là gì? Cấp có thẩm quyền. Đấy, chúng ta thấy rất rõ. Đấy, là nhớ tất cả đây những cái vai trò ở đây thể hiện rất rõ người đứng đầu. Và sắp tới hướng cơ chế tự chủ thì vai trò người đứng đầu
của các đơn vị sự nghiệp công lập là rất quan trọng. Đấy, chúng ta thấy hướng dần trong việc đó. À, thì mình thấy là rất mong sau này khi các em trúng tuyển vào làm việc thì chúng ta phải biết quan hệ với cấp trên rất tốt. Quan hệ đây chúng ta biết là biết thiết lập các quan hệ, đúng không? Tôn trọng lãnh đạo, đấy, lắng nghe ý kiến lãnh đạo, chấp nhận hành sự phân công công tác của lãnh đạo, của người cấp trên. Đấy, thì mình thấy là chúng ta sẽ được lợi thế rất nhiều, đúng không ạ? Gây cái sự thiện cảm với lãnh đạo là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến công việc, con đường thăng tiến của mỗi cá nhân các em nhé. Sống chúng ta thấy ngoài chuyên môn ra thì chúng ta phải có kỹ năng giao tiếp, và trong người ta gọi là nghệ thuật sống ấy, nó hài hòa, nó chúng ta thấy là chúng ta phải mang sự hài hòa hòa đồng, đúng không, với đồng nghiệp, và chúng ta thấy là được sự tin tưởng của sếp, của lãnh đạo rất là quan trọng các em nhé. Thì thầy mong muốn như vậy, đúng không? Qua đây chúng ta học, ngoài ra để luật để thi chúng ta cũng phải hiểu luật, hiểu những cái ý nghĩa trong mỗi văn bản pháp luật, và chúng ta thấy được cái vị trí vai trò và cũng là nghệ thuật sống em ạ. Thì khoản 4 thì chúng ta không có câu hỏi các em nhé. Thì chúng ta thấy với điều 38 này chúng ta nhớ có 4 khoản và các nội dung thầy đã trao đổi với các em rồi. Đấy, có 4 trường hợp mà gì viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức quản lý hoặc là miễn nhiệm, đúng không? Và chúng ta thấy khi mà viên chức xin quản lý giữ chức vụ mà chưa được người đứng đầu hoặc các thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục. Còn trường hợp mà viên chức sau khi được thôi miễn chức vụ mà thì người đứng đầu đơn vị hợp hoặc cấp thẩm quyền sẽ bố trí việc làm theo nhu cầu công tác phù hợp với chuyên môn các em nhé. Nên là xong, chúng ta xong cái điều 38 cũng là xong luôn của cái mục 5 liên quan về cái việc mà quy định về biệt phái bổ nhiệm miễn nhiệm đối viên chức các em nhé. Bây giờ chúng ta đi vào mục 6 là liên quan đến đánh giá viên chức, đúng không ạ? Đánh giá viên chức thì ở điều 39 câu hỏi đặt ra với chúng ta liên quan về mục đích của đánh giá viên chức, thì câu hỏi là gì, mục đích của đánh giá viên chức để làm gì? Thì chúng ta nhớ là gì, là căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với viên chức kèm nhá. Đó hàng loạt. Đấy mục đích của đánh giá, tôi nhớ là để làm căn cứ, chúng ta bôi đậm từ căn cái khóa là gì? Để làm căn cứ. Đấy, tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, cả một chương trình rồi, kỷ luật cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức kèm nhá. Đó, đây là xong điều 39. Đây điều 40. Đúng không ạ? Tôi hỏi là có mấy căn cứ để đánh giá viên chức, thì chúng ta nhớ con số là 2 căn cứ các em nhá. Thứ nhất là gì? Là các cam kết trong hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Đấy, đi thi họ có thể sửa thành cái từ đã ký kết là thành đã thỏa thuận nhá. Các em lưu ý là chúng ta nhớ là đã ký kết, các cam kết trong hợp đồng làm việc đã thỏa thuận, đã ký kết chứ không phải là đã thỏa thuận em nhá. Thứ hai là gì? Là quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức. Đấy, quy định, đúng không? Đấy, chứ họ sửa thành là quy tắc hay là nguyên tắc thì không phải. Đấy, chúng ta nhớ là quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử viên chức. Đấy là 2 căn cứ để đánh giá viên chức các em nhé. Đấy là điều 40. Điều 41, người ta sẽ hỏi là gì? Là đánh giá viên chức được xem xét theo mấy nội dung, hoặc có mấy nội dung, đúng không ạ, để đánh giá viên chức, đúng không ạ? Thì các em trả lời giúp thầy. A là 3, B là 4, C là 5 và D là 6. Thầy xin mời các em là xem mấy nội dung đánh giá viên chức. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, xin mời các em trả lời ạ. Thì nội dung này chúng ta căn cứ vào khoản 1 của điều 41 các em nhá. Đấy, hoàn toàn chúng ta trả lời được, đúng không? Đấy là chúng ta nhớ là có 4 nội dung để đánh giá viên chức, đúng không ạ? Thứ nhất là kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết. Đấy, chúng ta nhớ cái từ đã ký kết có thể họ trở thành đã thỏa thuận đấy nhá. Đó, bạn Trần Hiền trả lời B là chính xác rồi. Đúng không ạ? Nghĩa là 4. Hay là thứ hai là gì? Và nội dung là thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp, đúng không? Đấy. Và bạn Thùy Dung cũng vậy. 3 là tinh thần trách nhiệm, thái độ phụ dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức em nhá. Thứ tư là thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. Đấy là 4 nội dung đánh giá viên chức để đánh giá nhá các em nhá. Hãy đánh giá theo 4 nội dung như vậy. Vào, cảm ơn bạn Dương Quỳnh đã trả lời chính xác. Được chưa? Thì chúng ta thấy rất rõ các nội dung. Như các em nhớ cho thầy 4 nội dung như thế nhá. Nội dung đánh giá. Tiếp theo là đối với viên chức quản lý. Nếu câu hỏi người ta đặt ra là gì? Có bao nhiêu nội dung đánh giá viên chức quản lý thì chúng ta phải trả lời như thế nào ạ? Đấy. A là 4, A là 2, B là 4, C là 6 và D là 7. Thầy xin mời các em.
thì em có bao nhiêu nội dung đánh giá với viên chức quản lý, với viên chức quản lý em nhé. A2, B4, C6 và D7. Thì xin mời các em. Vâng, các bạn Dương Quỳnh, chúng ta đi tiếp với nội dung vừa thầy đã trao đổi, đưa ra với các em, với viên chức quản lý em nhé. Nếu câu hỏi rồi, có mấy nội dung đánh giá viên chức quản lý, đúng không? A2, B4, C6 và D7. Vâng, đấy, bạn Trà Hiền nói là A là 2, đúng không? Đấy. Thì chúng ta cần lưu ý này, nếu câu hỏi có thể hỏi chung như thế, có mấy nội dung, đúng không? Đấy, như bạn Lan Phương đưa ra là C là 6, mấy là chính xác. Vì người ta nói, anh em đọc ở khoản 2, người ta nói là gì? Với đánh giá viên chức quản lý được xem xét các nội dung quy định tại khoản 1. Nên nội dung khoản 1 nó có 4 rồi. Đấy, và các nội dung sau, nghĩa là thêm 2 cái nữa, đúng không? Thì 4 cộng 2 phải là 6, nghĩa là thêm cái nội dung đánh giá về năng lực quản lý điều hành, đúng không? Kết quả hoạt động của đơn vị được giao. Đấy, như bạn Bạch Huệ đưa ra thì với câu hỏi, nó hỏi chung như thế, có mấy nội dung đánh giá của viên chức thì chúng ta thấy phải là 6, vì nó gồm cả 4 cái anh của nội dung 1 rồi. Nếu câu hỏi đặt ra là việc đánh giá viên chức được xem xét, đúng không? Ngoài cái nội dung xem xét ở khoản 1 thì viên chức nội dung đánh giá của viên chức còn có thêm các nội dung nào nữa? Có mấy nội dung nào nữa thì chúng ta nhớ mới là 2 các em nhá. Đấy, đi thi tránh bị lừa đi thật. Thì mới là 2, mới dạng mà khi họ hỏi là ngoài các nội dung của khoản 1, đúng không? Nên là 4 nội dung đấy thì viên chức quản lý còn có mấy nội dung nữa để đánh giá nhớ thì mới là 2 các em nhá. Mới là A được. Hỏi như thế này thì chúng ta nhớ phải là 6, phải là C các em nhá. Các em lưu ý giúp thầy được chưa? Đó, tiếp theo ở khoản 3 sẽ là gì ạ? Sẽ có câu hỏi là gì ạ? Là việc đánh giá viên chức thì được thực hiện khi nào? Thì chúng ta nhớ là hàng năm, ta bôi đậm có thể là hàng năm này, rồi khi kết thúc tập sự này nhá, trước khi ký kết hợp đồng làm việc này, thay đổi vị trí việc làm, xét khen thưởng, đúng không ạ? Kỷ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các em nhá. Đó thì các em nhớ cho thầy, đó là gì? Thì hỏi việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào? Thì nhớ là hàng năm, bôi đậm từ hàng năm mà đầu tiên, rồi khi kết thúc thời gian tập sự, trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí làm, xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các em nhá. Đấy là toàn bộ nội dung điều 41. Thì các em nhớ cho thầy là có 4 nội dung đánh giá viên chức, đúng không? Còn với viên chức quản lý, khi câu hỏi người ta hỏi chung là có mấy nội dung đánh giá viên chức quản lý thì chúng ta phải là 6, vì kèm khoản 1 và cái khoản 2. Còn khi người ta hỏi là ngoài cái nội dung đánh giá ở khoản 1 thì viên chức còn mấy nội dung đánh giá thì chúng ta nhớ mới là 2 các em nhá. Đấy, còn hỏi là bài đánh giá viên chức được thực hiện khi nào, nghĩa là hàng năm, đúng không? Khi kết thúc tờ dự, trước khi ký kết hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm, xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các em nhá. Đấy là xong điều 41. Chúng ta đi vào điều 42 về phân loại đánh giá viên chức, thì họ hỏi là gì ạ? Là căn cứ vào nội dung đánh giá thì viên chức được phân thành mấy loại? Thì các em phải trả lời cho thầy là 4 loại nhá, 4 loại. Mà nhớ từ khóa là gì? Xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Các em rõ chưa? Đấy, 4 loại để xếp loại viên chức là gì? Xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Đặc biệt chúng ta chú ý cái thứ tư là không hoàn thành, chúng ta liên hệ với điểm A khoản 1 điều 29. Đó là khi chúng ta gì? Có 2 năm liên tiếp bị phân loại không 2 năm tiếp không hoàn thành nhiệm vụ ấy thì chúng ta sẽ bị đơn vị sự nghiệp là gì? Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đấy, chúng ta nhớ 4 loại này nhá, và chúng ta sau này chúng ta thực hiện cũng vậy, để làm sao cố gắng đạt những loại xuất sắc lại tốt, đúng không ạ? Đấy, được chưa? 4 loại các em nhá. Xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Như vậy là xong điều 42 các em nhá. Mình thấy rất là rõ về nội dung đánh giá. Được chưa? Chúng ta đi tiếp nội dung của điều 43 về trách nhiệm đánh giá viên chức. Thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Ai sẽ là người có trách nhiệm tổ chức đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý? Thì chúng ta nhớ là trả lời là gì? Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, các em nhá. Đấy, thì chúng ta nhớ là như vậy, được chưa? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Ai sẽ là người có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức? Chúng ta nhớ là gì? Người đứng đầu, các em nhá. Tiếp theo nghĩa là khoản 2 thì chúng ta người sẽ có câu hỏi là gì? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị công lập về kết quả đánh giá? Thì các em bôi đậm cho thầy là người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức, em nhé. Đấy, hỏi là ai sẽ người chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá? Thì chúng ta bôi đậm là người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức, được chưa? Tiếp là gì ạ? Ở khoản 3 người sẽ hỏi là ai sẽ là người chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập? Đó, nó là gì? Người có thẩm quyền bổ nhiệm. Em bôi đậm là người có thẩm quyền bổ nhiệm, chứ còn thiếu từ bổ nhiệm cũng là không đúng em nhé.
Đấy, ai là người có chịu trách nhiệm đánh giá với viên chức quản lý trong đơn vị chịu không được, chúng ta bôi đậm là người có thẩm quyền bổ nhiệm, được chưa? Tiếp vào khoản thứ tư, người ta hỏi là cơ quan nào quy định chi tiết trình tự đánh giá viên chức theo quy định. Đấy, theo định điều này chính là điều 43, đúng không? Thì chúng ta nhớ là gì? Luôn là gì? Chính phủ, đấy, 95%, nhầm nhá. Đấy, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự thủ tục đánh giá viên chức thì chúng ta nhớ là gì? Chính phủ, được chưa? Đấy là xong điều 43, các em rõ chưa? Chúng ta đi vào điều 44, cũng là điều cuối của cái mục 6 này, đúng không? Về đánh giá viên chức đấy, chúng ta thấy. Thì quy định là gì? Về thông báo kết quả đánh giá phân loại viên chức. Thì chúng ta nhớ là cái điều 44 này có 3 khoản, các em nhé, có 3 khoản, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Là chúng ta nhớ và 3 ý nội dung để chúng ta thấy là nội dung đánh giá viên chức, các em bôi đậm phải làm sao? Phải được thông báo cho viên chức. Đấy. Nội dung đánh giá viên chức là phải được thông báo cho viên chức, em bôi đậm là phải được thông báo cho viên chức. Thứ hai là gì? Kết quả phân loại viên chức thì phải sao? Lại được công khai, bôi đậm được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập nhé. Được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba là gì? Là nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì làm sao? Thì viên chức được quyền gì? Viên chức sẽ được khiếu lại lên cấp có thẩm quyền. Đấy, khiếu lại lên cấp có thẩm quyền. Nếu họ sửa thành là gì? Bình bầu lại thì là không đúng nhá. Thì chúng ta nhớ là như vậy. Thì em hoặc là bình xét lại là không đúng. Em nhớ là chưa có quyền khiếu nại nên cấp có thẩm quyền là như thế. Em rõ chưa? Đấy là điều 44 chúng ta phải nhớ. Được chưa? Là như vậy là 44 này cũng xong cái mục 6 về đánh giá viên chức. Em rõ chưa? Được chưa? Thì chúng ta đi tiếp vào mục 7, cũng là mục cuối cùng của cái chương 3 này. Em nhá, thì là quy định về chế độ thôi việc hưu trí thì nó có hai điều thôi. Điều 45 và điều 46, các em rõ chưa? Thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Là về chế độ thôi việc đấy, họ hỏi là gì? Khi chấm dứt hợp đồng làm việc thì viên chức được hưởng những gì? Thì em bôi đậm là một là gì? Được hưởng trợ cấp thôi việc. Đấy, trợ cấp em thấy chưa? Đấy, đừng nhầm với phụ cấp nhá. Rồi trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật bảo hiểm, em nhá. Đấy, chúng ta nhớ khi chấm dứt hợp đồng làm việc thì viên chức được hưởng một là gì? Được hưởng trợ cấp thôi việc. Hai, trợ cấp mất việc làm. Ba là gì? Là chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Khi chế độ bảo hiểm thất nghiệp nó bắt đầu tính từ ngày 1/1/2009 các em nhá. Sau này khi này các em vào viên chức thì các em không phải đóng cái phần và bảo hiểm thất nghiệp, là cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đóng cho các em, được chưa? Còn với những người lao động ở bên ngoài thì họ phải đóng 1% cái việc đó và doanh nghiệp họ đóng 1%. Đấy, thấy là lợi thế của chúng ta là viên chức là như thế đấy, đúng không? Đấy, được chưa? Và người ta hỏi là đấy, cái việc mà chấm dứt này được hưởng các trợ cấp như thế này thì theo quy định của pháp luật nào? Chúng ta bôi đậm là gì? Theo pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội em nhé. Bôi đậm cho thầy là quy định theo pháp luật về lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội, được chưa? Tiếp tục ạ, họ hỏi là gì? Viên chức sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong mấy trường hợp. Đấy, nghĩa là có mấy trường hợp đấy viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc. A2 B3 C4 và D5, thì xin mời các em có mấy trường hợp viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc, xin mời các em ạ. Mà xin mời ạ. Xin mời các em ạ. Mà bạn Thủy Dung là C. Wow. Thảo Ánh là B, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây, chúng ta thấy là với căn cứ ở đây trong nội dung của khoản 2 của điều 45, chúng ta thấy là có 3 trường hợp, đúng không? Đấy, 3 trường hợp rất rõ. Một là gì? Bị buộc thôi việc. Đấy, hai là gì? Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 điều 29 liên quan về cái báo trước đấy, các em thấy không? Đấy, chúng ta thấy rất là rõ nhá. Đấy, và gì ạ? Và trường thứ ba đó là chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 của điều 28. Đó thì chúng ta thấy là có 3 trường hợp liên quan như vậy, đúng không? Chúng ta thấy rất rõ. Về khoản 5 điều 28 thì chúng ta thấy là liên quan nội dung mà khi mà viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ pháp luật quy định là công chức đấy, họ chuyển sang công chức đấy nhá, thì chúng ta thấy nhớ là có 3 trường hợp là không được hưởng trợ cấp thôi việc là như vậy, được chưa? Đấy, thì chúng ta thấy là rất là rõ. Một là gì?
chúng ta thấy là liên quan họ bị buộc thôi việc, đúng không? Bị buộc thôi việc. Thứ hai là đơn phương chấm dứt hợp đồng và họ vi phạm về thời gian báo trước, đúng không ạ? Thứ hai là thứ ba là chúng ta thấy là liên quan họ chấm dứt hợp đồng thì họ chuyển sang làm công chức em nhá. Đấy, như bạn Tuyết đưa ra ba là chính xác, được chưa ạ? Chúng ta đi vào câu hỏi 46. À quên, thầy xin lỗi, điều 46, điều 46 em nhá. Cũng là điều kết thúc của cái mục 7, cũng là kết thúc của chương 3. Và có lẽ sau cái điều này thì chúng ta làm một hai câu hỏi, sau đó hoặc là chúng ta có thể kết thúc, có thể chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Buổi sau thì chúng ta sẽ học các cái chương còn lại. Thì các chương còn lại nó ngắn thôi. Chúng ta thấy như thầy nói rồi, từ chương 4 trở đi thì nội dung nó ngắn. Chương 3 là trọng tâm nhất, nhiều câu hỏi nhất. Thì chúng ta cố gắng làm sao trao đổi hết từ khóa của điều 46 để ta nghỉ, được không ạ? Đấy, như quy định thì thầy sẽ dạy cho các em từ lúc 20h20 đến 22h30, 2 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Để bảo trao đổi các nội dung kiến thức cho các em nhé. Thì chúng ta đi vào điều 46, đúng không ạ? Về chế độ hưu trí. Chúng ta nhớ là gì? Khi viên người ta hỏi là gì? Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật nào? Thì chúng ta bôi đậm cho thầy là gì? Pháp luật về lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội. Đấy, chúng ta thấy nó giống như chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc cũng được hưởng theo quy định về pháp luật lao động, pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội em nhá. Thì cái hưu trí này cũng vậy, hai cái này giống nhau nhá. Đấy, được hưởng theo nào nhớ là quy định pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Tiếp là cái từ khóa để chúng ta nhớ ở khoản 2. Họ hỏi là gì? Nghĩa là liên quan đến cái thông báo về thời điểm nghỉ hưu ấy thì là tính là trước bao nhiêu tháng, thì chúng ta nhớ từ khóa là trước 6 tháng. Đơn vị sẽ công lập sẽ thông báo về bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu. Chúng ta nhớ là cứ thông báo về thời điểm nghỉ hưu là trước 6 tháng nhá. Thông báo về thời điểm nghỉ hưu là trước 6 tháng, hỏi bao nhiêu tháng nhớ là trước 6 tháng. Tiếp hỏi là gì? Liên quan về cái từ khóa là gì? Ra quyết định nghỉ hưu. Đấy, chúng ta nhớ là trước 3 tháng em nhá. Đấy, người ta hỏi là gì? Ra quyết định về nghỉ hưu thì nhớ từ khóa là gì? Trước định nghỉ hưu ấy, ra quyết định hưu là sẽ là trước 3 tháng. Ok chưa? Đó thì chúng ta thấy là như vậy nhá. Tiếp là chúng ta thấy là đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể ký hợp đồng vụ việc với người mà được hưởng chế độ hưu trí. Nếu trong trường hợp nào? Trong trường hợp là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và hưởng người hưởng chế độ hưu trí này có nguyện vọng. Đấy, trong hai trường hợp, một là đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, hai là gì? Người hưởng hưu trí này có nguyện vọng. Và tất cả thực hiện các chế độ chính sách này theo quy định của ai thì nhớ là do chính phủ quy định em nhá. Thì đặc biệt cái điều 46 chúng ta nhớ cho thầy là một là gì? Là viên chức được hưởng chế độ trí theo quy định của pháp luật lao động, đúng không ạ? Và pháp luật bảo hiểm xã hội. Thứ hai là chúng ta nhớ về cái từ khóa là liên quan đến việc thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu của viên chức, chúng ta nhớ là trước 6 tháng. Còn liên quan đến cái việc ra quyết định nghỉ hưu đối với viên chức, chúng ta nhớ là trước 3 tháng các em nhá. Đó thì chúng ta nhớ nội dung của điều 46. Như vậy thầy đã trao đổi xong với các em 27 điều của chương 3 và 7 mục, chúng ta thấy với 7 mục rất rõ các nội dung cụ thể. Với các em các từ khóa cũng như cho các em làm các cái ví dụ thực hành để chúng ta biết cái dạng thức của cái bộ đề thi, thì hy vọng các em giúp thầy học toàn bộ từ khóa của chương 3 này, và bộ đề thì thầy cũng đã gửi cho các em, chúng ta cố gắng áp dụng làm luôn để sau đó sau khi chúng ta học toàn bộ từ khóa của luật viên chức thì chúng ta sẽ có thực hành và làm bộ đề các em nhé. Học đi đôi với hành, chúng ta học vòng 1 là học từ khóa, sau đó chúng ta làm bộ đề để thực hành cái bộ từ khóa đó. Sau đó sẽ một lượt nữa là chúng ta khi học hết tất cả các từ khóa của văn bản pháp luật thì chúng ta sẽ làm dạng bộ đề thi 60 câu trộn tất cả văn bản theo khung giới hạn của Hà Nội của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm và chúng ta thực hành đúng như 60 câu trong thời gian 60 phút để chúng ta xem là chúng ta đạt được bao nhiêu câu các em nhé. Thì đấy là cái quy trình mà thầy dạy cho các em làm sao nó nhuần nhuyễn nhất để nhớ nhất những cái nội dung của các văn bản pháp luật để phục vụ cho kỳ thi. Thì được chưa ạ? Thì đấy là thầy muốn trao đổi với các em như vậy. Thì rất là cảm ơn các em đã dành thời gian lắng nghe. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối thứ 6 tới để chúng ta cùng học và làm. Các em cố gắng dành thời gian. Đấy, tuần này chúng ta sẽ có lịch 3 buổi. Về thú thực là tuần này thì thầy sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bạn ở Quảng Ninh với 8 buổi liên tục cho các bạn. Thì chúng ta là một các bạn mùng 5 và mùng 8 thi rồi. Các em sau này cũng vậy. Khi mà đến cái thời gian gần thi thì thầy sẽ tăng cường tất cả số buổi cho các em nhé. Thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau làm sao đảm bảo cái điểm rơi về cái thời gian thi, thời điểm thi nó rất là quan trọng các em nhé. Thì rất mong các em dành thời gian lắng nghe những nội dung mà thầy đã trao đổi, chúng ta học đi học lại để sao cái việc học nó đạt hiệu quả nhất. Một lần nữa cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại và xin chào các em.